Xin chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục về chương trình video thì em lên nhanh một số mặt hàng và cũng như là xả kho bác một số mặt hàng mà em đang phân phối nhá. Quay trực tiếp và báo giá cho bác luôn này. Để các bác nào có nhu cầu hàng hóa thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp em theo hai cái số điện thoại em đang để trực tiếp hình nhá. Gọi điện theo hai số ở trên hình để em tư vấn và chốt đơn hàng. Ngoài ra thì khi mà các bác mua hàng thì hóa đơn trên 200k nhá. Nhớ cho em là trên 200k là các bác sẽ được miễn phí ship, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nhá. Đó là em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong cái video này. Sản phẩm đầu tiên thì em lên mã xả kho luôn với bác mã hàng, đó là cái con nồi lẩu mini. Đấy, nồi lẩu mini con này thì công suất sẽ là 600W này. Đường kính nồi 18cm, sử dụng điện 220 và cái dung tích này của nó nồi khoảng tầm 1.8L nhá. Đấy, nó là dòng nồi lẩu mini. Cái con này thì nó là nồi lẩu hay gọi là nồi lẩu mini thôi, nhưng thực ra thì nó có thể nấu đa năng rất là nhiều món luôn. Đấy, ví dụ như các bác xào rau này, rồi là nấu canh này, rồi là các bác có thể rán trứng này, rồi là ăn lẩu này, rồi là các bác có thể là hấp hấp làm những cái món hấp được luôn nhá, rất ok luôn. Và em báo giá luôn, hôm nay thì giá của nó cực kỳ tốt, về lô mới cũng bán cho bác một cái mức giá dễ mua cực kỳ luôn nhá. Đó, lên mã em sẽ cái nồi lẩu mini. Đấy, nồi lẩu mini này. Nồi lẩu mini. Con này bữa trước đang bán là 170.000, hôm nay em xả kho luôn, bán nhanh luôn với mức giá rất tốt. 120.000 thôi nhá, 120.000 cho một chiếc nồi lẩu mini. 120.000 thôi. Bán nhanh xả kho luôn đây. Một con nồi lẩu cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, dòng này thì các bác yên tâm, nó đun sôi cực kỳ nhanh. Đấy, các bác ăn lẩu đun sôi nhanh lắm, dùng thích cực kỳ. Này em đã dùng thực tế rồi. Phù hợp nó dung tích 1.8L, phù hợp cho khoảng tầm từ 2 đến 3 người ăn ok. Đấy, 2 đến 3 người ăn ok. Bên trong lòng nồi có tráng lớp chống dính này, phần có phần tay cầm này, đây là cái công tắc bật tắt này, nó sẽ có là hai cấp độ nhá, cấp độ 1, cấp độ 2 và các bác gạt về cuối cùng sẽ là tắt đi nhá, tắt đi. Đấy, có cả đèn báo đầy đủ luôn. Đây là cái dây cắm nguồn, sử dụng nguồn 220. Đấy, các bác dùng cái dây này các bác cắm vào đây. Sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 để các bác xài thôi. Con này nó có cái lớp chống dính nên là các bác có thể là sử dụng đa năng. Rán trứng này, xào này, nấu canh này, rồi là các bác ăn lẩu này. Và ngoài ra khi mà các bác mua thì đây, bên trong hộp nữa có kèm luôn các bác là một cái xưởng hấp nha. Đấy, một cái xưởng hấp rất hay luôn. Là khi ví dụ các bác không ăn những cái món kia, mình có những cái món hấp thì các bác có thể cho đây các bác hấp được luôn. Đấy, ví dụ như là hấp bánh bao này, rồi là hấp những cái đồ hấp hấp đồ sôi thứ là các bác cho đây ok luôn. Rất tiện dụng một cái con nồi lẩu mini, nhưng mà nó là dòng nồi lẩu đa năng luôn, một cái con nồi đa năng nấu được rất nhiều món nha. Và đi kèm cái sản phẩm này thì sẽ có luôn các bác là cả cái nắp đậy nha. Đấy, nắp đậy bằng kính trong suốt luôn nhá. Đấy, nắp đậy bằng kính trong suốt luôn, rất tiện dụng. Một con nồi lẩu cực kỳ ok. Riêng sản phẩm này thì bên em bao dùng bao xài bảo đổi trả bảo hành cho bác luôn. Đấy, các yên tâm dùng con này, riêng các bác dùng con này cả các bác cảm thấy là ưng luôn vì nó quá là ok và bên em cũng bán rất là nhiều rồi. Nấu sôi cực kỳ nhanh nhá. Nó không biết là cái công nghệ gì nhưng mà em nấu nó nhanh sôi lắm. Các bác chỉ việc cho một chút thôi nó nhanh sôi dã man luôn, nấu cực kỳ nhanh sôi. Đấy. Và dùng rất đa năng, rán trứng rồi là xào nấu rồi là chiên rán rồi là ăn lẩu rồi là hấp thiếc các thứ ok cho em. Đấy, full combo cái một cái bộ sản phẩm cả đầy đủ cả xưởng hấp vung đại thứ nhài nữa. Với giá thì đang giảm cực kỳ sâu luôn. 120.000 cho một chiếc nồi lẩu mini nhá. Dung tích 1.8L, công suất 600W nhá và sử dụng cho em là điện 220. 120.000. Lên mã em sẽ là cái nồi lẩu mini đa năng. Đấy, giờ nấu rất nhiều món luôn, 120.000 một chiếc thôi nhá. Đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đây nhà em về nồi lẩu mini nha mọi người ơi. Đó, em sẽ test luôn cái nồi lẩu này cho mọi người xem nhé. Đầu tiên thì em đi hấp vỏ trứng này. Đó, sau đấy thì em test luôn cái lớp chống dính cho mọi người xem nhé. Đó, đập quả trứng vào váng, mọi người thấy chưa? Lớp chống dính rất là xịn sò nhá. Mà cái nồi này nhiệt độ nóng rất là nhanh. Đó, sau thì em sẽ test món xào này. Đầu tiên thì em sẽ băm tỏi ra này, phi thơm lên này. Đó, xong rồi bỏ rau vào. Sau khi bỏ rau vào thì em sẽ điều chỉnh nước vặn cho nhiệt độ nó to lên một chút và đổ nước vào. Đó, mọi người thấy chưa? Chưa đầy 1 phút thì là nước đã sôi rồi. Rất là nhanh phải không mọi người? Cái nồi này chúng ta có thể dùng ăn lẩu được mọi người nhé. Đó, ăn lẩu từ 2 đến 3 người là quá hợp lý luôn ạ. Và các bạn sinh viên hay là mọi người đi làm ở trọ ấy, ở một mình á, thì nên sắm ngay cái em nồi này về nha. Đó, mọi người nhanh tay nhất vào giỏ hàng của em ở bên dưới để sở hữu sản phẩm nhanh và tiện ích này nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của em. Chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Bye bye, tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Đó, đấy là thực tế về cái sản phẩm nhá. Các bác có thể là rán này, chiên này, xào này, nấu này, hấp này, rồi là ăn lẩu thứ ok cho em luôn. Một cái con nồi lẩu, một cái con nồi mini đa năng. Đấy, với giá thì rất là bình dân, hạt rẻ 120.000. Đấy, phù hợp ví dụ các bác nào nhà ít người, khoảng tầm 1 đến 2 người này, rồi các bác đi làm phòng trọ này, đi làm công trình công trường ở xa nhà thứ này. Đấy, mang nồi đi đôi khi lình kỉnh này. Đấy, rồi là các
cháu học sinh sinh viên đấy, nồi niêu xong cháu đôi khi nó lỉnh kỉnh rồi nó tốn diện tích nhá. Đấy, thì mua cho em đúng một con nồi thôi, về là xài ok luôn đấy, nấu đa năng các món nhá, 120.000 nhá, nồi lẩu mini đấy, hàng mới nguyên hộp luôn, xịn chất lượng. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con máy xay Osaka. Con này hôm nay em cũng xả kho bán luôn các bác nhá. Đấy, xả kho bán nhanh luôn này. Lên mã em cho cái con máy xay Osaka. Đấy, máy xay Osaka con này có thể xay đa năng, xay thịt, xay cá, xay rau củ quả, sử dụng nhà bếp cho em rất ok. Đấy, hàng của Osaka Japan. Bữa trước thì sản phẩm này cũng đang bán là 180.000. Đấy, hôm nay em xả kho luôn. Chỉ còn là 110.000 đồng đúng không nhá. 110.000 đồng. Dung tích cái con này hình như là 700 ml, gần 1 lít các nhá. Đấy, sử dụng gia đình với con sản phẩm máy xay này thì quá là ok rồi. Nó dung tích nó phù hợp mà sản phẩm nó dễ dùng, dễ sử dụng, mà nói chung là cái công suất nó dùng rất là ok luôn. Sản phẩm này thì công suất của nó sẽ là đi 350W này, sử dụng cho em là điện 220. Đó, cắm trực tiếp điện 220 được các bác xà thôi. Con máy này sẽ gồm có là đầu tiên là một thân máy này. Đây là cái phần nút công tắc bật tắt nhá. Các bác chỉ việc bấm vào đây là nó sẽ bật lên các nhá. Và các bác bỏ tay là tự động nó sẽ tắt đi. Hàng Osaka Japan. Đó, còn bên dưới là cái khay các nhá. Cái này là cái khay chứa cái buồng quay này. Đấy, hàng của nó sẽ là hàng 4 lưỡi. Đấy, hàng 4 lưỡi nên là nó xay rất là nhuyễn và xay cực kỳ nhanh luôn các bác nhìn này. Đấy, hàng 4 lưỡi xay nhuyễn lắm. Đấy, nói chung là xay cực kỳ ok luôn. Đấy, bây giờ không linh tinh liên thiên nữa. Đấy, sẽ đi vào vấn đề luôn, xay luôn thực tế cái sản phẩm này để các bác xem về cái sức mạnh, về cái chất lượng của cái con sản phẩm này nhá. Đấy, xay thịt xay giếc này bình thường. Ở đây em có một ít cái viên đá nhá. Đấy, đá cứng vừa lấy tủ lạnh xong luôn này. Đấy, đấy thì các bác cho vào đây luôn. Đấy, em cho đây luôn nhá, quá ok luôn này. Đấy, đá, viên đá to bự dày cộp luôn này. Đó, em cho luôn nhá. Đây có nhìn này, viên đá to bự luôn này. Đó, cho luôn vào để xem là nó có xay được không nhá. Đấy, xem nó có xay được không là biết ngay. À, xem con này ngon hay không biết ngay nhá. Nói chung là con này thì em cũng test rất nhiều thôi, em cứ test lại để các bác nào chưa xem thì hôm nay tranh thủ xem luôn. Đấy, còn bác nào xem qua rồi thì mình có thể tua qua. Sau khi cho đồ ăn thức uống vào đây rồi thì mình đậy cái nắp này vào cho em. Đấy, các bác đậy cái nắp này vào nhá, đậy cái nắp này vào. Rồi bắt đầu các bác đặt máy lên. Đấy, đặt máy lên. Nó khớp vào nhá. Đấy, bao giờ nó khớp vào. Đấy, các bác cứ lắc lắc nó khớp vào ngay mà. Đấy, sau đó là các bác cấp điện cho nó, cấp nguồn này. Cắm trực tiếp vào nguồn 220. Đó, một tay các bác giữ ở cái phần khu vực này, một tay các bác cầm này các bác ấn này. Đấy, hình như là đang mất điện rồi. Đấy, đợi chút để em cắm lại điện nhá. Đây nha, được rồi nhá. Đây, đá vẫn nguyên này. Đấy, đá vẫn nguyên này. Đó, giờ sẽ xay nhá. Vừa nãy quên chưa cắm cái ổ điện này. Đấy, đây sẽ cắm lại bác coi. Vừa nãy quên chưa cắm. Đó, cắm lại bác coi nha. Đây các bác ấn vào đây nhá, ấn vào đây này. Đấy, máy chạy này. Đây. Đấy, cái dòng sản phẩm máy xay này thì các bác yên, các bác dùng thì em khuyên các bác là các bác nên bấm là nhấp nhả nha, các bác đừng giữ lì. Giữ lì là nó rất là nhanh nóng máy, mà nóng máy thì nó rất là giảm tuổi thọ của máy và nó rất là nhanh hỏng. Đấy, các bác xay máy xay máy nào thế các bác cứ nên nhấp nhả này. Đấy, cứ bấm một chút sau đó các bác nhấp nhả, các bác thả này. Đấy, thế đấy các bác thả thôi. Đây. Đấy. Rất nhanh luôn nhá. Xay chưa vòng trong đấy là chưa vòng 10 giây luôn. Đấy, em bấm chắc khoảng tầm 3-4 phát thôi, nhuyễn nhuyễn luôn này. Đây em lấy các bác coi nhá, quá ok luôn. Đấy, cái này các bác có tí đổ nó bát, các bác có tí sữa chua thứ cho vào đánh lên là đúng sữa chua đánh đá luôn, đúng chuẩn luôn. Làm tí hoa quả các thứ cho vào nữa là đúng bài luôn mới nhá. Đấy, sữa chua dầm hoa quả này, quá ok này. Các bác nhìn này, đá xay nhuyễn nhuyễn luôn nhá. Đó, hạt nào ra đấy như là hạt gạo luôn nhá, nhuyễn luôn, rất ok. Đây là đá nhá, chứ còn các bác xay thịt xay thà thứ thì không cần phải bàn rồi. Đấy, rồi là rau củ quả thì quá ok luôn. Đó, rồi em báo giá luôn này. À, lên mã em sẽ có con sản phẩm là máy xay Osaka. Đấy, đang giảm giá đấy bác, là chỉ có 110.000 cho một chiếc này thôi. Hàng của thương hiệu Osaka Japan. À, công suất là 350W và sử dụng là điện 220 các bác nhá. Đấy, dùng rất ok luôn. Lên mã em sẽ là máy xay Osaka, test thực tế cho bác xem với cái sản phẩm này rồi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái khay inox 5 tầng. Đấy, lên mã sẽ cái bộ khay 5 tầng đi cho nó nhanh. Đấy, khay 5 tầng nhá. Đấy, báo giá bác luôn. À, với giá thì cực kỳ là dễ mua, 60.000 một bộ này. Đấy, khay 5 tầng nhá. Khay 5 tầng này. Đấy. 60.000 cho một cái bộ khay 5 tầng nhá. 60k bộ sẽ gồm có là 5 khay, nó xếp tầng tầng chồng chồng này. Đấy, còn tùy nhu cầu các bác về có thể xếp vào, các bác không xếp đấy tùy nhu cầu. Thì nó sẽ gồm có là 5 khay và 5 kích thước khác nhau. Từ 10 này, 12, 14, 16 và 18 nhá. 10, 12, 14, 16, 18. 5 khay từ cỡ to đến cỡ nhỏ. Và cái hay của cái sản phẩm này là đi kèm từng khay một là nó đều có nắp đậy luôn. Đấy, nghĩa là khay nào cũng có nắp đậy nhá. Đây, các bác nhìn này. Đây, lấy cho bác coi nhá. Đấy, khay to khắp nắp đậy khay to nhá.
khay nhỏ, nắp đậy khay nhỏ, ví dụ các bác mua về để bảo quản đồ ăn đấy, mang đi làm này, anh em đi làm công trình công trường này đấy, đi làm xa nhà này mang đồ ăn đi này, rồi là các bác làm văn phòng này, rồi các bác sử dụng ở nhà mình dùng cái khay này để mình bảo quản đồ ăn, ví dụ như là bỏ quả bỏ trong tủ lạnh này, hoặc các bác để ở ngoài có cái nắp đậy vào này, nó sạch sẽ ok này đấy, rất ok nhá, khay cực kỳ chắc chắn, có nắp đậy đầy đủ đi kèm luôn. Khay nào cũng có nắp luôn nhá, mà 5 khay là 5 cái nắp đi kèm luôn đấy, nắp bằng nhựa mủ dẻo rất ok luôn, với giá sẽ là đi 60.000 thôi nhá, 60.000 khay 5 tầng nhá, lên mã sẽ được bộ khay 5 tầng 60.000, kích cỡ là 10 12 14 16 và 18 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đi em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ kệ kèm anh răng 3 cốc này đấy, vừa mua về các bác lắp đặt ở gia đình nhà mình rất tiện dụng luôn, một cái sản phẩm cực kỳ là thông minh nhá. Đây em sẽ đập hộp cho bác xem về cái sản phẩm này, hàng của nó thì sẽ là hàng mới nguyên hộp luôn đấy, một cái bộ kệ kem anh răng 3 cốc đấy, về các bác dùng để đựng bàn chải anh răng, là kem anh răng lên trên này rất tiện dụng này. Bộ sản phẩm này sẽ gồm có đầu tiên là 3 chiếc cốc bên trên này, 3 chiếc cốc nhá đấy, phần đít này nó có khoảng 500 lít rất ok luôn đấy, 3 cốc nhá đó. Và bên dưới thì đây đấy bác coi là cái nhân vật chính, đó là cái kệ đó nhá, đó là cái kệ này đây, đây là chiếc kệ đó, và đây là cái dính rất sử dụng cũng như là cái những cái sticker rồi là miếng dán nhá. Cái hay của cái sản phẩm này là nó không cần phải khoan đục gì các bác chỉ cần việc là dùng cái miếng dán này các bác dán vào tường, sau đó là các bác đeo lên xem, đây cái miếng dán vào đây nhá, các bác dán vào tường, sau đó là các bác dắt vào cái khuy này, các bác đeo nó lên rất tiện dụng, không cần phải khoan đục gì nhá, không cần phải khoan đục gì, chỉ việc là dán cái miếng này vào, sau đó các bác đeo lên là ok. Đây đấy, dán bóc cái này ra nó quá, dán trực tiếp vào tường là đeo lên là ok luôn. Ở đây thì đây về các bác mở nắp ra, ở đây thì sẽ gồm có là đầu tiên là cái phần trên này thì các bác có thể đựng những cái đồ trang sức trang điểm này, chai dầu của đầu lên trên này, bên dưới thì sẽ có ngăn kéo để những cái đồ nhỏ lặt vặt này, rồi bên ở đây thì là những cái lỗ để các bác cắm đồ cắm lược này. Đấy, bên dưới thì cái lỗ này là cái lỗ để các bác cắm cái lọ kem răng vào đây nhá. Đấy, các bác muốn lấy kem anh răng thì các bác cắm vào đây, và khi nào các bác lấy thì các bác chỉ ấn vào đây là tự động cái kem nó sẽ nhả tự động ra, rất thông minh luôn. Và bên dưới này thì sẽ là những cái khe để các bác dắt bàn chả này, ở đây là những cái phần để các bác để cốc lên. Cái con này thì nhiều khi các bác về, có khi nhiều các bác lắp ngược thì các bác cứ tưởng là cốc nó để như này đó, đây em sẽ để thử các bác coi nhá, nhưng mà thực ra là cốc nó sẽ để như này đó, cốc nó sẽ úp ngược xuống nhá, và trong cái tình trạng mà úp ngược nha thì lúc nào là cốc nó sẽ khô ráo và sạch sẽ nhá, nó không bị nước đọng, rất là thông minh luôn. Đấy, và các yên tâm là ở đây nó có nam châm đấy, nên là các bác yên tâm là các bác để thoải mái không lo nó rơi đâu, vì nó có nam châm nó hít vào rồi rất chặt luôn đấy. Và trên này các bác để những cái đồ lặt vặt ok luôn. 100 hôm nay em cũng giảm giá xả kho luôn cái sản phẩm này đi đấy, giảm giá xả kho luôn này. Sản phẩm này thì bữa trước đang bán là đi 190.000, hôm nay em xả kho luôn nhá. Lên mã em sẽ là cái kệ đánh răng đấy, kệ đánh răng này, kệ đánh răng nhá đấy. Với giá thì bữa trước đang bán là 190, hôm nay giảm luôn đó bác, chỉ còn có 160.000 thôi, 160k cho một cái kệ kem răng 3 cốc nha, rất là thông minh, rất là hay. Nói chung là một cái sản phẩm mà các bác nên sắm cho gia đình nhà mình, mỗi nhà một cái bộ nha, dùng rất tiện lụng luôn. Nó có cả những cái cốc để các bác dùng đánh răng luôn nhá, đỡ phải dùng những cái cốc khác, rất tiện dụng. Đấy, chất liệu thì toàn bộ sẽ là nhựa ABS cao cấp nhá, hàng bao dùng bao xài bác luôn, cực kỳ chắc chắn. Đấy, nó làm thiết kế rất đẹp, chắc chắn. Phần nhựa làm rất là cẩn thận này, có nhìn này, nhựa làm rất ok, hàng này hàng của hãng nhá, chứ không phải hàng tinh đâu ạ. Đó. Đây em sẽ cho bác xem từ cái video về sản phẩm để các bác dễ hình dung hơn. Đây các bác cùng coi này. Mình chắc chắn là nhiều bạn cũng biết đến cái bộ này rồi, vì cái chỗ nhà tắm của mình nó quá là bừa bộn luôn nên mình phải sắm một cái về. Cái chất liệu nhựa nhám nhá, trông khá là xịn, lại còn được tặng mấy cái sticker dán vào cốc để phân biệt. Cái loại này ấy thì nó có miếng dính nên là chúng ta không phải khoan đục cái gì mất công cả. Cái loại của mình mua là cái loại 3 cốc thì mình thấy là loại này để được khá là nhiều đồ luôn. Cái mà mình thích nhất ở cái đấy, có thấy không? Để rất là nhiều đồ. Và cái hay của cái sản phẩm này các bác cùng xem tiếp này. Bộ này là nó có cái nhà kem đánh răng tự động như này, rất là tiện luôn đấy. Mấy cái bàn chải đánh răng được treo lên như thế này là nó có cái nhà kem đánh răng khá là nhiều đồ luôn. Cái mà mình thích nhất ở cái bộ này. Đấy thì về các bác cắm vào đây, cắm cái lọ kem răng vào đây này, và lúc nào các bác lấy kem răng các bác chỉ ấn vào đây là tự động cái phần kem răng nó sẽ tự động nó đẩy luôn, và nó rơi xuống cái bàn chải dưới này, rất tiện dụng. Đây các bác nhìn cùng nhìn bàn nữa nhá. Đấy có thấy không, ấn vào cái là nó sẽ tòi kem ra ngay, rất thông minh luôn. Đấy, làm cực kỳ hay. Rồi là cái chỗ để các bác dắt bàn chải, dắt cốc là rất tiện dụng luôn nhá. Đó, cực kỳ hay luôn. Đó, một cái sản phẩm rất hữu ích, sử dụng gia đình nhà mình hết là hợp lý luôn. 160.000 một bộ nhá, đang giảm giá xả kho bán nhanh luôn, 160k. Đấy. Và đi kèm là có cái miếng dán, về các bác dán trực tiếp vào tường nhà mình là xài, không cần phải khoan đục gì lằng nhằng nhá.
160.000 bộ kệ kéo dây răng. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con máy bào rau củ quả đa năng này. Đấy, lên mã em sẽ cái con máy bào rau củ quả. Về các bác dùng cái con máy này, các bác dùng để bào rau củ quả, bào sợi, bào lát, rồi là kiểu dạng bào hạt hạt rất ok luôn. Máy bào rau củ nhá, lên mã em cho con máy bào rau củ với giá sẽ là đi 110.000 một chiếc thôi. Đấy, đang giảm giá xả kho luôn nhá, 110.000 cho một chiếc máy bào rau củ quả này. Rất thông minh và rất là tiện dụng luôn đây. Các bác cùng xem em review này. Một cái bộ sản phẩm sẽ gồm có đầu tiên là một cái bộ lưỡi này. Một cái bộ này sẽ gồm có là một cái túi lưỡi này sẽ gồm có là 3 bộ nhá. Tổng là sẽ có 3 lưỡi này. Đấy, 3 bộ 3 lưỡi. Đấy, và đây bên trong là một cái thân máy này. Đấy, một thân máy này. Sách hướng dẫn sử dụng này. Rồi là một cái tay quay. Đấy, một cái tay quay nhá. Con này rất là dễ dùng, dễ sử dụng thôi. Lúc nào các bác sử dụng được, các bác lấy cái này, lấy cái trục ở giữa này ra. Đây nó có cái trục này này. Đấy, thì các bác lấy ra nhá. Lấy ra. Sau đó là các bác lấy cái bộ lưỡi này. Ở đây là cái bộ lưỡi này sẽ gồm có là 6 cái lưỡi này. Tổng cộng là 3 bộ, mỗi bộ 2. Đấy đây. 6 cái lưỡi. Đấy, các bác dùng lưỡi nào các bác lấy lưỡi đấy nhá. Đấy, ví dụ như em lấy toàn bộ lưỡi sẽ là lưỡi lưỡi bào sợi các bác xem này. Đấy, lưỡi bào sợi đây, các bác lấy lưỡi bào sợi nhá. Sau đó các bác lắp vào, lắp cái chuột trước này. Đây. Ở đây, lắp đây các bác nhá. Lắp nhầm với lắp nhầm đây. Đấy, ấn vào đây, cái phần đầu nó sẽ thò ra nhá. Ở đây. Đó, vào nhá. Nó cứ ôm chặt vào ok. Đây. Đó, rất ok luôn. Cực kỳ ok. Con này thì về các bác lấy này ra, lắp vào đây. Đấy, sau khi lắp nữa các bác lắp vào đây. Và bên này các bác lắp thêm cái tay quay vào là xong. Đấy, lắp cái tay quay vào. Đấy, cái con này thì hay của cái sản phẩm này là các bác vừa nấu cơm vừa tập thể dục nhá, rất tiện dụng luôn đây. Các bác chỉ việc là cầm các bác quay đấy, và đồng thời là cái phần trên này thì các bác bỏ rau củ quả đây nhá, và tự động nó nghiến xuống là sẽ đứt thôi. Đấy, về các bác, bày thái lát này, đấy thái lát, thái sợi các thứ này rất ok luôn. Đó, về chỉ việc bỏ đây xong đó các bác quay tay, vừa tập thể dục vừa quay tay mà có cả nhà ăn là có. Đó, có là ok rồi. Đó, 110.000 một chiếc nhá. Máy bào rau củ quả, bào sợi, bào lát các thứ cho em ok luôn. Đây. Bào sợi và chiếc các thứ này. Đấy, bào sợi thứ rất ngon này luôn nhá. 110.000 nhá, 110.000 đấy các bác cùng xem thực tế về cái sản phẩm để các bác dễ hình dung rồi này. Đây các bác cùng coi này. Mọi người nếu mà lừa là mất vui đi nhá. Xem cái quảng cáo này có vẻ khó tin vãi. Vậy để mình làm chuột bạch trước nhá. Kết cấu bên trong thì cực kỳ đơn giản, tại vì máy nó cũng chạy bằng cơ mà. Bên trong sẽ được tặng kèm 6 lưỡi dao, tức nghĩa là có 3 loại lưỡi nhá. Nay mình sẽ cho nó trải qua 3 cấp độ khó khác nhau, và cũng là 3 loại thực phẩm mà chúng ta hay dùng nhất trong gia đình. Đầu tiên với dưa chuột mềm nhất thì mình thấy nó cắt khá là ngọt, giống được như video nhá. Còn với củ hành tây này thì mình mua hơn 1 tháng rồi nên là nó rất là héo. Vì héo nên là khi cắt nó sẽ hơi hắc nhẹ một chút, tuy nhiên là nó vẫn hoàn thành xuất sắc nhá. Trước đây khi chưa biết được cái máy này thì mỗi lần làm nem là phải sắt hành tây bằng tay. Mà sắt hết củ này thì đúng là cày mạng thấy bà luôn đấy. Các chị em mà gặp cái máy này thì đúng là vị cứu tinh luôn đấy. Còn với khoai tây thì các bạn nhìn thấy rồi, thực sự là nó cắt quá ngọt luôn. Tổng kết lại là đáng mua nha. Ngọc phun nói thật, chỉ là sự thật. Đấy, thiết kế về sản phẩm nhá. Đó, về các bác cứ bỏ rau củ quả đây. Sau đó là các bác cầm này các bác quay. Đấy, quay xem. Còn lúc nào mà rau quả nó gần hết rồi thì các bác lấy cái này, các bác ấn nút xuống này, ấn vào cái lỗ này thì nó sẽ đè cái rau quả xuống, cứ thế các bác quay. Quay thì nó sẽ đùn ra cái hướng này thôi. Đấy, con này có thể là bào sợi này, nữa bên cái bộ bên trong em đang lắp là bào sợi. Ngoài ra có thể là bào lát này, rồi là dạng bào hạt, đấy tùy nhu cầu nhá. Để các bác dùng lưỡi nào thì các bác lắp vào, không dùng thì mình có thể tháo ra mình vệ sinh cho em ok luôn. 110.000 một chiếc nhá. Máy bào rau củ quả vừa tập thể dục vừa nấu ăn. Đó, 110k một chiếc nhá. Máy bào rau củ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái khay hấp xôi này, hấp bánh bao các thứ này, cực kỳ ok luôn đây. Đấy, bác coi một chiếc nhá. Đấy, khay làm cực kỳ dày, rất là chắn lắm. Đó, đây có thể là mở ra và thu vào, đấy là tùy nhu cầu của bác xài nhá. Đó, rất ok luôn. Đó, có thể mở to ra, mở to thì cái đường kính nó rơi khoảng tầm 25cm nhá. Đấy, các bác mua về sử dụng mà đựng rau củ quả này. Đấy, rồi là đựng đồ hoa quả, đồ những cái đồ nước này, cho nó róc nước này. Và thứ hai, ví dụ các bác ví dụ như là các bác hay nấu những món hấp hay các thứ này thì các bác cho này, các bác hấp này, hấp bánh bao, đồ xôi thứ này. Đấy, các bác cho lên đây các bác làm món hấp xem rất ok luôn. Thì cái con này thì các bác có thể bỏ vừa các loại xoong, và ở cái phần hai của nó là ở cái đinh này. Nó sẽ gồm có là 3 cái đinh. Đấy, 3 cái đinh nhá. Để các bác tiện nhá. Đấy, tiện các bác
ví dụ như làm những cái món hấp nó cần cách cái phần thủy đi đây. Con này nó thiết kế chân rất là thông minh. Đấy, có thể là hấp hoặc là hấp rồi là đựng hoa quả thì rất ok luôn. Lên mã em sẽ cái sản phẩm với cái khay hấp nhá. Đấy, khay hấp xôi inox này. Với giá sẽ là đi 40k nhá. Đấy, khay hấp. Đó. 40.000 nhá, 40k. Đấy, 40k cho mỗi sản phẩm khay hấp này. Đấy, 40.000 trước nhá. Dùng cực kỳ ok luôn, có thể mở ra và thu vào tùy nhu cầu của bác xài nhá. Đó. 40.000 một chiếc khay hấp nhá, inox 304 luôn đấy. Thuốc này là thuốc bôi bọ cảm này. Bác nào đang bị nhau đau nhức xương khớp này, đau đau người thứ này, đấy, đau cơ bác có thứ các bác mua về bôi cho em nhá. Một típ này là 20g. Đấy, chiết xuất từ rất nhiều những cái thành phần ví dụ như động vật, ví dụ như bọ cạp này rồi là thằn lằn, rắn, rết các thứ này. Đấy, những cái thành phần rất là hay kết hợp để nó tạo ra một cái típ thuốc để chuyên cho các bác bôi. Bác nào đang đau nhức xương khớp, đau người các thứ rồi các bác mua về bôi cho em nhá. Một típ này là 20g. Cái này thì bên em cũng bán khá là nhiều rồi, bôi thấy rất là nhạy luôn, các bác phản hồi rất ok luôn đấy. 20g một típ này nhá. Đấy thì em báo giá luôn, đang gửi bác giá sẽ là 30k một típ nhá, 30.000 một típ. Lên mã em sẽ là cái thuốc bôi bọ cạp. Đấy, thuốc bôi bọ cạp chuyên trị đau nhức xương khớp, đau người các thứ ra, đau chân đau tay. 30k nha các bác nhá, 30k thuốc bôi bọ cạp nhá. Thuốc bôi bọ cạp đó, 30k cho một típ thuốc bôi bọ cạp này, một típ này là 20g các bác nhá. Tiếp theo thì là thuốc ngứa nhá. Tiếp theo thì là thuốc ngứa này. Đấy, thuốc ngứa. Thuốc ngứa thì hiện tại em đang gửi bác giá thì rất là tốt luôn. 20.000 các bác nhá, 20k. Đấy, 20k. Một típ này là 15g. Đấy, một típ này 15g. Cái này thì bác nào đang ngứa này, rồi là hắc lào lăng ben, rồi là nấm hắc lào lăng ben, nấm tổ đỉa, eczema các thứ rồi. Đấy, các bác bôi cho em rất ok luôn. Một típ này là 15g nhá, một típ 15g thuốc ngứa nhá. Lên mã em sẽ là thuốc ngứa. 20k nhá. 20k cho một cái típ thuốc ngứa này. Đấy, 20.000 típ thôi nhá. 20k một típ thuốc ngứa thôi. Dầu xoa bóp Hàn Quốc này, dầu xoa bóp Hàn Quốc, bác nào đang cũng đang đau người, đau nhức cơ bắp, đấy, các bác mua về bôi cũng rất là nhạy luôn, mùi rất là thơm, cái này mùi thơm lắm, đấy, các bác ngửi cái mùi dầu này các bác cảm thấy nhẹ người luôn, đây, các bác cứ nhận hàng, các bác mở hộp ra thấy mùi rất là thơm luôn, mùi thơm lắm, dầu xoa bóp Hàn Quốc nhá, đấy, và đi kèm trong hộp này nó còn có cả một cái con lăn, đấy, khi mà mình bôi xong, mình dùng cái con lăn này các bác lăn để lăn massage nhá, đấy, lăn massage cho nó ngấm thuốc vào, đấy, chuyên trị đau đây, đau đầu gối này, đau vai này, đau lưng các thứ này, bôi cho em rất ok luôn. Thuốc bôi dầu xoa bóp Hàn Quốc nhá, đang bán với bác là một cái hộp dầu xoa bóp Hàn Quốc này, một hộp này là 100ml, với giá sẽ là đi 40k nhá, 40k dầu xoa bóp Hàn Quốc nhá, 40.000 hộp này các bác nhá, 40k một hộp. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái hộp cao ngựa này, bác nào đang đang bị nứt gót chân này, rồi là da của các bác đang bị khô ráp này, đấy, rồi là nó kiểu nó thiếu độ ẩm, thì các bác mua ngay cho em cái lọ cao ngựa này về bôi cực kỳ nhạy luôn. Đấy, một cái hũ cao ngựa này là 30g. Đấy, nó là dạng kem bôi nha, đây mở ra bác coi, nó là dạng kem bôi nha. Đấy, dạng kem bôi, nó cung cấp cái độ ẩm cũng như là trị cái bệnh mà nứt gót chân. Đấy, bác nào đang nứt gót chân cực kỳ nhạy luôn. Đấy, em cũng bán rất là nhiều rồi nhá, các bác dùng phản hồi rất ok. Đấy, trị nứt gót chân này, rồi là da của các bác đang bị khô ráp này. Đấy, thì về các bác bôi cho em nhá. 30g thôi nhá, một hũ này là 30g. Với giá sẽ là đi 20k nhá. Lên mã em sẽ là cao ngựa. Đấy, cao ngựa. 20k nhá, 20k cho một cái hũ cao ngựa này, trị nứt gót chân này. Rồi là trị nứt gót chân, rồi là trị khô ráp chân tay các thứ nhá. Đấy, rồi là cung cấp độ ẩm cho da nhá. Đấy, rất ok luôn, 20k một hũ cao ngựa nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bơm tay nhá. Bơm tay của thương hiệu Kirito. Đấy, Kirito Made in Japan. Đấy, dòng này thì các bác bơm thì cực kỳ ok luôn, bơm rất là ngon. Đấy, đặc biệt là các bác bơm xe đạp, xe máy sử dụng gia đình cho em rất hợp lý. Đấy, nó nhỏ gọn. Và cái hay của cái sản phẩm này, chất liệu của nó là inox 304 nên là các bác dùng rất là bền. Cái vấn đề rỉ sét các thứ này rất hay bị ở bơm này. Đấy, thì đây con này là nó làm inox này, nó khống chế vấn đề đấy rất là tốt luôn. Đấy, rồi là có cả cái đặt phần đồng hồ đo suất nhá. Dây bơm thì siêu bền luôn, dây bơm chống gập chống gãy. Đây các bác gập cho em thoải mái này, thả ra cái ok luôn, lại về tư thế ban đầu nhá. Rồi là phần đầu bơm, bơm xe đạp, xe máy, bơm xe cút kít, xe rùa, xe đạp điện các thứ cho em ok. Đấy, nói chung là các bác bơm từ xe máy đổ về là ok luôn. Cái phần ti bơm nó rất là nhẹ. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra
tháo hết hơi xe của nhà mình ra, sau đó là các bác lấy cái bơm này các bác bơm thử cho em luôn, cảm đảm bảo là các bác ưng luôn. Riêng con này em bán rất là nhiều rồi, cái phần ti bơm rất là to đấy, ti bơm rất là to cũng như nó rất là trơn tru, cái lượng hơi nó ra rất là đều và nhẹ nhá, bơm cực kỳ nhẹ luôn, bơm nhẹ như lông hồng luôn nhá, cái này trẻ con bơm thoải mái luôn nhá. 150.000 một cây nhá. Lên mã cho cái bơm tay inox nhá của thương hiệu Kirito. Đấy, bơm tay inox của Kirito 150k. Đấy, 150k cho một cái cây bơm tay inox nha, 150.000 một cây. Bơm xe đạp, xe máy, ô tô ok cho em nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái ống hút dung dịch này, hút xăng, hút dầu, hút nước rất tiện dụng luôn. Báo giá bác luôn nhá, đang gửi bác giá một cái bộ hút xăng dầu này 30k cho một cái bộ ống hút xăng dầu này. Đấy, hút xăng dầu, hút rượu, hút nước, hút miễn là các bác hút dung dịch thì ok. Đây. Một bộ sản phẩm nó sẽ gồm có là một cái đoạn ống này, một đoạn ống và đi kèm là một cái bóp này, cái này bóp mồi và đây là những cái này là cái đai siết đi kèm. Đấy, về các bác cắm vào thôi. Cái này thì nhá các bác để ý này, ở đây nó sẽ có một cái mũi tên nhá, mũi tên thì chỉ hướng nào, tức là cái hướng đấy là nước nó sẽ ra nhá, còn cái hướng còn lại sẽ là nước vào. Thì về ở đây cái ống này các bác có thể cắt đôi ra hoặc là các bác lắp vào cái phần ống nhà mình. Đấy, xem cái đầu nào các bác muốn ra thì các bác lắp vào. Đây ví dụ như em đang lắp cái đầu này là cái đầu đầu vào này thì em lắp vào. Còn đầu ra em để không thì em không lắp này. Thì các bác lách nó vào cái lỗ này nhá. Đấy, lách vào đây, sau đó các bác cắm vào cái đồ các bác cần hút, ví dụ cắm vào cái bình các bác cần hút ra, các bác bóp này. Bóp mồi vài lần là tự động là cái xăng dầu là tự động nó sẽ đẩy ra luôn. Rất ok, chỉ cần bóp mồi 1-2 lần thôi là tự động nó sẽ ra luôn nhá, các bác không cần phải bóp nhiều lần, rất là tiện dụng luôn nhá. Về hút xăng, hút dầu, hút rượu, hút nước, hút dung dịch là ok. 30.000 một bộ này không nhá, 30k một bộ này. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, giúp rất là hay luôn. Đây, đấy, đây, đây chị này chị hút dung dịch này, có đây không? Đấy, ra rất ok nhá, hút nước rất ngon, hút bơm xăng vào rất tiện dụng đây. Đấy, bóp 1-2 lần cái tự động nó sẽ mồi ra luôn, không cần phải bóp nhiều ạ, rất là nhàn. Nói chung là cái sản phẩm rất là hữu ích. Nên có trong gia đình nhà mình, mỗi nhà một chiếc nhá. Đấy, đôi khi rất là cần, các bác cần hút xăng, hút dầu, hút rượu rất ok luôn. 30.000 một chiếc nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bịch bọc thức ăn. Lên mã cho cái túi bọc thức ăn, một túi này sẽ là 100 chiếc nhá, 100 chiếc và em báo giá luôn, đang gửi bác giá sẽ là đi 100 chiếc này, với giá sẽ là 20k. Lên mã em sẽ là cái bọc thức ăn nhá. Đấy, bọc thức ăn đó, bọc thức ăn, bọc thức ăn thực phẩm đó, 20k một túi 100 chiếc nhá. Về ví dụ như là các bác có những cái bát đồ ăn các thứ rồi mình muốn bảo quản trong tủ lạnh này, các bác đậy vào nó đỡ bị mất mùi mất vị này, rồi là các bác đậy đồ ăn các thứ nhà mình vào nó không bị ruồi bâu kiến đỗ thứ này. Đấy, các bác dở này ra, ở đây nó có phần chun co giãn nhá, các bác đậy vào. Đấy, đậy vào, đậy vào rất là kín đáo ok luôn. 20.000 một túi nhá, 100 chiếc đó, bọc thức ăn luôn nhá. Đây nhá, đây đó các bác, ví dụ như các bác có những cái đĩa đồ ăn này mình bọc vào nó sạch sẽ này, đấy, đỡ bị ruồi các thứ nó bâu vào nhá. Rồi là các bác bọc để bảo quản đồ ăn, vứt vào trong tủ lạnh cũng rất là tiện dụng luôn, sạch sẽ ok. Một túi là sẽ là 100 chiếc nhá, với giá sẽ là 20k cho một cái bịch bọc như này luôn, bán cả bọc luôn nhá, là 20.000 100 chiếc. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó cái thuốc trĩ này, thuốc trĩ một típ này là 20g để chuyên cho bác nào bôi trĩ nhá, bác nào đang bị trĩ thì tham khảo sản phẩm này, bôi cũng khá là nhạy luôn. Cái này thì em bán cũng khá là nhiều rồi, nó là dạng thuốc bôi nhá, dạng thuốc bôi. Bôi trĩ nhá, một tuýp này là 20g này, 20g đó, với giá là đi 20k thôi, 20k. Lên mã em sẽ là thuốc trĩ nhá, thuốc bôi trĩ đó, thuốc bôi trĩ là 20.000 một tuýp nhá, 20k một tuýp đó, 20k cho một tuýp thuốc bôi trĩ nhá, 20g một tuýp, một tuýp là 20g, bôi rất là nhạy luôn, thương hiệu hình ông già rất là nổi tiếng rồi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái này là cái thuốc xịt xoang này, thuốc xịt xoang nhá. Đây, thuốc xịt xoang. Một cái tip, một cái chai thuốc xịt xoang này với giá sẽ là 20ml và giá sẽ là 40.000 cho một cái hộp thuốc xịt xoang này, thành phần từ thảo dược thiên nhiên. Xịt rất là lành tính luôn. Đấy, bác nào đang bị viêm xoang này, viêm mũi dị ứng các bác về xịt cho. Đó. Một chai này là 20ml nhá, rất là dễ thôi. Về chỉ việc cho lỗ mũi xong đó các bác bóp. Đấy, bóp vào vài lần cái là nó xịt ra thôi. Đấy, lực xịt khá là mạnh nên là nó đẩy cực kỳ là căng vào cái phần khu vực xoang mũi các bác nhá, giúp các bác nhanh khỏi này, rồi là các bác xịt vào cảm giác là thông mũi mát họng, nhẹ mũi luôn, dùng thích cực kỳ các bác nhá. 40.000 hộp các nhá, 40.000 hộp này, thuốc xịt xoang mũi nhá, thuốc xịt xoang mũi đấy, 20ml với giá sẽ là 40k nhá, 40k. Đấy, cứ lên mã em sẽ là thuốc xịt xoang mũi, xịt xoang mũi nhá. Đấy, 20k các nhá, 40k nhá, 40k một cái chai này là 20ml. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái đũa thìa inox này,
bán đồng giá luôn là 50k một hộp nhá. Đấy. Hàng đũa thìa của thương hiệu Wailing, đũa inox 304 luôn, su 304 rất là xịn luôn. Dòng này thì có phần đầu trứng trơn trượt nhá. Nhiều bác hỏi nó có trơn không, gấp có trơn không thì bao dùng bao xài bác luôn, gấp không trơn nhá, gấp cực kỳ ok. Đây là đũa inox nhá, đũa inox 50k nhá, 50k. Lên mã em sẽ là cái hộp đũa inox 5 đôi với giá là 50.000, hàng của thương hiệu Wailing của Đức nhá. Đây, logo hình hai thằng người này. Một hộp này là 5 đôi với giá sẽ là 50k một hộp này. Ngoài ra thì bên em có thêm cho bác là cái thìa. Đấy, thìa cũng của Wailing luôn. Thìa thì cũng bán đồng giá luôn là 50k. Lên mã em ra cái hộp thìa inox nhá. Thìa inox này. Đấy, thìa inox nhá. 50k cho một cái hộp thìa inox 5 chiếc này. Về các bác dùng gia đình thì khá hợp lý rồi. Nói chung là các bác nên chuyển qua dùng cái sản phẩm, những cái sản phẩm như này. Nó sạch sẽ và nó an toàn. Thìa cực kỳ dày luôn nhá. Thìa dày lắm. Inox 304. Quá ok luôn. Đấy. Đấy, logo Wailing này xịn cực kỳ luôn. Thìa thì bao dày bao dùng luôn. Nói chung là các bác dùng đũa dùng thìa nhà thì không biết đến bao giờ về hỏng luôn vì nó quá là dày rất là chắn. Đũa thì một hộp 5 đôi với giá sẽ là 50k. Và thìa inox nhá, một hộp 5 chiếc cũng đồng giá luôn là 50.000. Đấy thì tùy nhu cầu, các bác lấy loại nào được alo nhá các bác nhá. Đó, thìa 50, đũa 50 và đều là 5 đôi 55 số lượng là 5 các bác nhá. Cho bác mã hàng đó là cái dầu thẩm thắt lưng dù cũng như là mũ dàn di. Đấy, thắt lưng dù và mũ dàn di nhá. Tiếp tục lại với cái combo này. Với một cái mức giá thì hủy diệt luôn các bác nhá, hủy diệt luôn. 150.000 cho một cái bộ combo là thắt lưng dù và mũ dàn di, bao ship đến tận nhà luôn. Nếu mà các bác mua theo combo là một mũ và một thắt lưng nhá. Một mũ này, đấy, một mũ cộng với lại thắt lưng thì sẽ là 150k. Đấy, 150k và bên em bao ship tận nhà luôn. Đấy là các bác mua theo combo. Một combo là một mũ và một thắt lưng. Còn nếu các bác mua lẻ thắt lưng và mũ thì bên em sẽ bán đồng giá là 80k. Đấy, thắt lưng là 80 nhá. Thắt lưng là 80.000. 80k nhá, 80k. Đấy, thắt lưng là 80k và mũ bên em cũng bán đồng giá luôn là 80.000. Còn nếu mà lấy theo combo thì giá sẽ tốt hơn và còn được bao ship luôn. Đây. Đấy, bác coi về một cái sản phẩm thắt lưng dù này, cực kỳ dày rất là chắn luôn. Con này bác dùng thì không biết đến bao giờ mới hỏng luôn. Phần ngoài nhá. Đấy. Thêu dàn di cực kỳ đẹp, các bác nhìn cái phần thắt lưng của nó này, dày dã man luôn. Đấy, nó bện từ rất nhiều sợi dù vào nhau nên là rất là bền. Và cái phần đầu này được bọc ra để cái phần đầu dù nó không bị xù ra các bác nhá. Đấy, bọc ra làm rất cẩn thận. Phần mặt thì nói chung là không có gì phải chê về cái mặt của nó. Đấy, mặt có chữ Z nhá. Đấy. Single 1961 này, cái thương hiệu nó ra đời năm 1961, rất là lâu đời rồi. Đấy, hàng của thương hiệu Z rất xịn sò luôn. Con này cái thao tác đóng mở thì rất là dễ. Đấy, các bác chỉ việc cho thắt lưng vào. Sau đó là các bác đóng vào thì các bác cài cho mấy khóa vào là xong. Đây. Đấy, các bác ấn vào mấy khóa này vào là ok này, ấn vào này. Đấy, ấn vào là tạch luôn. Giật thoải mái không ra đâu các nhá, giật thoải mái luôn. Riêng con này cứ giật thoải mái không ra đâu. Chắc cực kỳ luôn. Và lúc các bác mở ra rất là tiện, các bác chỉ việc là đẩy cái này ra này. Đó là tự động nó sẽ mở ra, rất tiện dụng. Còn lúc qua các bác ấy các bác ấn mạnh vào, đó là sẽ ôm vào, ôm chặt luôn. Giật không ra luôn. Chắc cực kỳ. Đấy, phần mặt rất đẹp nhá. Đây các bác nhìn này. Các bác đeo lên con này thì nhìn cực kỳ là ngầu, chất lượng luôn. Đó, bác nào thích cái sự ngầu ngã, mạnh mẽ, quân độ thì các bác tham khảo luôn cho em con sản phẩm thắt lưng dù này. 80.000 quá nhá, 80k cho một chiếc thắt lưng dù nhá, 80.000 một chiếc. Còn đây là mũ sản phẩm mũ dàn di. Đấy, mũ gì? Lên form cực kỳ đẹp luôn, chất liệu thì sẽ là vải cốt tông nên là độ cực kỳ là thoáng mát nhá. Đấy, mũ dàn di này. Cũng rất là ngầu nhá các bác nhá, rất là ngầu luôn, rất là đẹp. Đây. USA này, đấy, USA nhá. Đó. Hàng của thương hiệu Airfox nhá. Đấy, chất liệu là cốt tông nên là độ cực kỳ mát. Đây, dàn di nhìn rất là ok luôn. Đấy, bác nào thích quân đội đấy thì chơi nha, mới combo cả thắt lưng cả mũ luôn là 150.000 luôn nhá. Cả combo mũ thắt lưng sẽ là 150.000 và bao ship đến tận nhà. Còn nếu các bác lấy để mũ sẽ là 80.000 cho một chiếc mũ nhá, và thắt lưng cũng sẽ là 80.000 cho một chiếc thắt lưng nha. Đấy. Đây. Quá đẹp luôn này, mũ này, thắt lưng này, quá ok luôn. Đấy, các bác chơi cho một bộ này về các bác đội cực kỳ ok luôn nhá. Mũ rất là đẹp, thắt lưng thì rất ok luôn. Đó, 150.000 một bộ bao ship ở nhà. Còn lấy lẻ từng món một thì sẽ là 80.000 một món các nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái thước cái này là cái kéo cắt ống nước này, kéo cắt ống nước của Kabushi Japan nhá. Đây, hàng chính hãng của Kabushi Japan, rất ok luôn. Con này thì về chuyên của bác cắt ống nước nhá. Và cái cỡ cắt tối đa khi mà cái ống này cái kéo nó cắt được thì sẽ là ống 42 trở về. Đấy, các bác cắt ống nào cắt cứ ống 42 trở về thì các bác cắt được nhá. 42 rồi 27 21 các thứ rồi. Nói chung là cứ từ cỡ ống 42 trở về quay đầu là các bác cắt ok luôn. Cắt cực kỳ ngọt nhá. Con này thì cắt thì không gì chê rồi. Đấy, bên em bán cũng rất là nhiều.
mà giá của nó thì hạt rẻ bình dân đó, báo giá luôn. Lên mã em sẽ là cái kìm cắt ống 42. Đấy, kìm cắt ống 42 này. À, với giá sẽ là 100.000 một cây nhá. 100.000 cho một cái cây kìm cắt ống 42 này. Đấy, 100.000 một cây. Đây em sẽ cắt test cho bác xem một phát này. Cắt con này thì nói chung là quá là ok luôn. Đấy các bác để bọc vào đây. Sau đó các bóp nhá. Đấy các bóp cứ bóp đều tay cho. Bóp đều tay này. Đấy bóp đều tay nhá. Đấy, bóp đều tay. Đó, rất ok. Đây, đấy các bác nhìn này. Cái đường ống nó cắt rất là mịn luôn nhá, nó không bị ba vi thứ đâu. Đấy, cắt đường ống rất là mịn, rất là sạch sẽ, dễ dàng sử dụng. 100.000 một cây nhá. Kìm cắt ống 42 đấy của Kabushiepan. Cắt được là từ ống 42 đổ về các bác nhá. Cắt được ống 42 đổ về, 100.000 một cây các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái thước kẹp điện tử này. Lên mã em sẽ cái cây thước kẹp điện tử nhá. Đấy, báo giá bác luôn. Đang bán một cái cây thước kẹp điện tử này với giá sẽ là 100.000 một cây. Thước kẹp điện tử 100k nhá, 100.000 cho một cây thước kẹp điện tử này, 100.000 một cây nhá, dùng rất là tiện luôn. Các bác mua về để đo đạc kích thước, ví dụ như là kích thước đường ống này rồi là các thứ rất là hay. Và cái con này hay của sản phẩm này là nó sẽ có cái màn hình hiển thị điện tử trên luôn. Nghĩa là các bác đặc biệt là dùng cho bác nào mắt kém, các bác đôi khi các bác nhìn thấy cái phần thước này là không nhìn rõ đâu, mà các bác nhìn thấy cái này thì cái phần số nó hiển thị rất là to rõ ràng nhá. Đây, về thì ở đây nó vẫn còn nguyên cái cell pin này, về các bác rút ra nhá. Đấy, rút ra. Đấy, bắt đầu nó sẽ hiện số này. Các bác kéo đâu là số nó sẽ nhảy đấy nhá. Kéo đâu là số nhảy đấy, rất là dụng luôn. Đó. Ở trên này thì sẽ có là một cái nút là on off bật tắt này. Đấy, không dùng là các bác tắt đi, dùng các bác bật lên, zero xóa sạch và hai đơn vị đo là đơn vị đo mili và đơn vị đo là inch các bác nhá. Đấy, thì chủ yếu Việt Nam này hay dùng mili thôi. Đây em sẽ đo test bác xem này, đây em đo ví dụ đo cái bút này này, đó 16.9mm nhá, rất là ok luôn. Nó sẽ hiển thị đầy đủ về cái phần thông số ở trên cái màn hình này luôn nhá. Đấy, hiển thị đầy đủ cái thông số ở trên cái màn hình luôn, rất là hay luôn đó. Ngoài ra thì cái con này nó sử dụng pin sẽ là cái pin cúc áo. Đấy, pin cúc áo này, cái pin này thì các bác rất là dễ dàng thay thế rồi. Và đi kèm thì bên nhà xuất nhá sẽ có tặng kèm thêm cho bác là một cái viên pin này nữa. Đây, tặng kèm thêm bác một viên pin để về, ví dụ hết pin thì các bác có pin thay luôn. Đó, và có kèm luôn cho bác cả hộp đựng nhá, có cả hộp đựng này luôn. Đấy. Một cái bộ sản phẩm thước kẹp điện tử này với giá sẽ là 100.000 một chiếc nhá, 100.000 một cây. Con này thì chất liệu của nó là bằng nhựa. Đấy, nhựa carbon nhá, nhựa carbon nên là dùng rất là bền. Đấy, nhựa carbon nên là dùng rất là bền nhá. Đây, nhựa carbon này rất ok luôn. Đó, 100.000 một cây nhá, thước kẹp điện tử, thước kẹp điện tử 100.000 một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác máy hàng, đó là cái cục sạc dự phòng nhá, cục sạc dự phòng của thương hiệu Takasio Made in Japan. Đây, Takasio Made in Japan này. Con này thì cái thông số này, công suất của nó thì cái dung lượng pin sẽ là 20.000 mAh nhá, và cái nguồn sạc ra của nó sẽ là 3.7V. Đó, input vào sẽ là DC 5V 220V thôi nhá. Đấy, 5V 2A. Đấy, 220V. Và output ra của nó sẽ DC 5V 2A nhá. Đấy, tức là các bác có thể sạc cho những cái thiết bị nó sử dụng nguồn 5V là ok. Đấy, ví dụ như là điện thoại này, rồi là máy tính bảng các thứ này. Đấy, rồi là những cái nói chung là sạc dự phòng cho điện thoại nhá. Chuyên để các bác sạc cho điện thoại hoặc là những thiết bị nó sử dụng nguồn 5V là ok. Ở đây thì cái sạc này hay là nó có tích hợp luôn các bác là ba cái dây này luôn. Ba cái dây sạc nhá, ba cái đầu dây sạc. Sẽ có là chân Samsung này, chân đây, chân Samsung, chân iPhone đời cũ đời mới đầy đủ luôn. Để về các bác có thể là sạc các loại máy từ Samsung, Oppo, iPhone rồi là Vivo, LG, Motorola đầy đủ luôn nhá. Các bác sạc đa năng cho các loại máy. Và một cái hay của cái sản phẩm này là nó có hỗ trợ cho bác là sạc không dây. Đấy, hỗ trợ không dây. Sạc không dây đấy là tùy vào nhiều mã máy nó không hỗ trợ đâu nhá. Đấy, không nhiều khi là về các bác bảo là nhiều mã bảo là không sạc được thì cái đấy là do máy nhá, do máy, máy phải máy đời mới thì bây giờ nó mới hỗ trợ sạc không dây. Còn nhiều khi thì các bác có khi thì các bác bảo là nó không hỗ trợ không dây, đấy là máy của bác không hỗ trợ nhá. Chứ còn con này là tức là cứ có máy đời mới là bây giờ nó có sạc không dây là các bác kết nối để đây là tự động nó sẽ sạc không dây được luôn, rất là hay. Bên này thì sẽ có là một cái cổng USB và một cái cổng chân tai si, chân của nó vào, chân sạc vào sẽ là chân tai si này. Đây, để lấy cho bác coi để cái phần dây cáp sạc nó đây, dây sạc vào đây nhá, để dây sạc vào đây. Đó thì về các bác có thể cắm vào đây để các bác sạc pin cho cái cục sạc này. Hết pin thì các bác lại cắm vào cái nguồn 5V là các bác sạc pin cho cái cục sạc này rồi. Ở đây nó hỗ trợ cả đèn pin luôn này. Đấy, bấm cho em hai lần vào cái nút nguồn này đây để nó hỗ trợ pin.
Và khi mà bấm vào đây thì nó sẽ báo luôn cho bác là cái phần trăm pin nhá. Hiện tại là đang còn 30%, 71% này. Đó, 71% pin. Đấy, nói chung là các bác sạc cho điện thoại thứ cho. Mình mang đi du lịch đi chơi đôi khi rất là cần. Mình có một con cục sạc dự phòng để mình sạc dự phòng đi điện thoại đấy. Chẳng may có hết pin thứ ra, rất hay luôn nhá. À, báo giá bác luôn này. Lên mã anh em sẽ là cái cục sạc dự phòng nhá, cục sạc dự phòng của Tamashio Made in Japan. À, cục này đang gửi bác giá rất tốt luôn. 230.000. Đấy, 230k. Và bao ship tận nhà luôn. Đấy, đây, ghi đi, nhìn nó rõ lắm. Lên mã em sẽ là sạc dự phòng này. Đấy, sạc dự phòng nhá. 230k. Đấy, 230k và bao ship đến tận nhà nhá. Đấy, bao ship tận nhà luôn. Giá hiện tại đang rất là tốt luôn đấy. Đấy, một cục sạc rất là ngon nhỉ. Dùng ok lắm. Vừa có sạc dây, vừa có sạc không dây luôn nhá các bác nhá. Của Takashio Made Japan. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cuộn dây câu bình này. Đấy, bác nào mà hay đi ô tô thì chắc là không còn xa lạ với cái sản phẩm này nữa rồi. Một con dây câu bình các bác mua về để phòng trừ trường hợp ví dụ như là xe của các bác chết máy đấy, các bác không thể đề được thì các bác mua ngay cho mấy quận này về đấy, mình vứt ở trong xe đôi khi là cần thì các bác có ví dụ như tiện đường mình có nhờ một cái xe nào đó mình câu bình sang để mình đề cái đề nổ cái xe của mình rất là tiện dụng đó, rất là hay. Con này thì kẹp cực kỳ chắc chắn luôn, hai dây nhá, một dây đỏ dây đen đấy, đỏ dương đen âm. Và dây sẽ là dây lõi đồng chuẩn chỉ luôn các bác nhá. Đây, lấy bác con này, dây lõi đồng rất to nhá. Đó đây không, con này không, dây lõi đồng cực kỳ to này. Đây, đó, dây lõi đồng rất to luôn và cực kỳ chắc chắn. À, dây này thì tổng chiều dài một dây này sẽ có chiều dài là 3m một dây nhá. Đấy, 3m cho một dây này. Một dây này cứ dài là 3m này. Đấy, dây đen, dây đỏ bằng nhau. Mỗi dây dài là 3m nhá. Đấy, mỗi dây dài 3m và em báo giá luôn. Hàng này thì của thương hiệu Đức thôi nhá. Poster cái bờ của Đức thôi nhá. À, cái công suất nó đạt được sẽ là 2000 ampere. Đó, Poster cable của Đức. Báo giá bác luôn. Lên mã em sẽ cái cuộn dây câu bình nhá. Dây câu bình. Đấy, dây câu bình. Bên em đang bán với cái cuộn dây câu bình này với giá sẽ là 170k nhá. 170.000 cho cái cuộn dây câu bình này, dùng rất là hay luôn đấy. Đó. À, 2000 ampere, hàng của Poster cable hàng của Đức nhá. Rất xịn luôn. 170.000 một cuộn này. Nói chung là dùng các bác đôi khi là chẳng may thôi. Đấy, cái này thì thực ra không ai mong muốn nhưng mà mình cũng có nên có một cái cuộn này các bác vứt trên xe. Đấy, đôi khi lúc nào cần chẳng may không may nó xảy ra thì mình có cái là mình xài luôn nhá. 170.000 cho mỗi cuộn dây câu bình nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang nó cái bộ led pháo hoa này. Đây em lấy cho các bác một vài bộ em quay chi tiết bác coi nhá. Bộ led pháo hoa dùng rất là hay luôn. Đấy, các bác mua về chuẩn bị Tết nhất này rồi là Noel Noel ước chơi về hoặc là các bác cũng mua về bây giờ mình chơi luôn được. Đấy, chơi dán Tết nhá, thoải mái luôn. Về lắp đặt rất là dễ dàng thôi. Bộ led pháo hoa nhá. Con này thì một cái bộ này sẽ của nó hàng nguyên hộp này, sẽ gồm có một cái cuộn dây led này, đi kèm là một cái tay điều khiển nhá để các bác chỉnh các chế độ chuyển màu rồi là chỉnh các chế độ led nhá. Rồi là một cái cuộn trụ chính nhá. Đấy, thì đây rất là dễ dàng lắp đặt. Về các bác lần xem cái dây nguồn ra. Dây nguồn thì bao giờ nó sẽ có là một cái cổng USB như này. Con này thì hay của nó là nó sử dụng cái nguồn sẽ là cái nguồn 5V. Đấy, nên là ví dụ như là các bác có cái cục sạc điện thoại ấy, là các bác có thể là cấp nguồn cho nó rồi. Đấy, hoặc là một cái cục sạc dự phòng nha. Hay một cái cục sạc dự phòng nha. Đây em cắm cho bác coi này. Là các bác có thể là cấp nguồn cho cái sản phẩm này rồi nhá. Đấy, cắm vào cái là nó sáng lên ngay nhá. Cắm vào cái là sáng lên ngay. Đấy, sáng lên luôn này. Đấy nhá. Thì các bác cứ ấy thôi, các bác cứ gì? Các bác cứ mở ra, cứ kéo ra. Kéo ra đến cái đoạn nào bắt đầu là đây, bắt đầu đến đoạn nối đầu tiên này, đoạn nối đầu tiên nhá. Đấy, em quay chi tiết một lần này. Đến cái đoạn nối đầu tiên thì bắt đầu là các bác cắm vào đây, cắm đoạn nào được, cắm vào cái nào được nhá, cứ cắm lại đi, cắm vào cái nào được. Cắm vào đây nhá. Đấy, sau đó khi mà các bác cắm vào rồi. Cắm đúng vào cái cá đi em nhá. Đấy, các bác cắm vào rồi thì bắt đầu là các bác lại lần đến cái đoạn tiếp theo. Đấy, cái đoạn tiếp theo này thì các bác lại gỡ ra, cắt ra nhá. Cái đoạn này các bác cắt luôn ra đi, cắt luôn ra, sau đó các bác lại cắm vào cái đoạn tiếp theo. Đấy, cắm vào cái đoạn tiếp theo này. Đấy, cái phần hút cái lỗ tiếp theo nhá, cắm vào cái lỗ tiếp theo. Đấy, các bác cắm vào. Đó, cắm vào cái bắt đầu lên đèn ngay nhá. Cứ cắm vào lên đèn ngay là bắt đầu là nó sẽ cấp nguồn rồi đấy. Đấy, và bắt đầu là các bác lại lần thôi, lại cứ thế lần thôi. Lần đến lúc nào hết đi thôi. Lần tiếp này. Đấy, lần đến cái đoạn này bắt đầu là các bác lại cắt cái đoạn giữa xem, cắt ra. Và bắt đầu các bác lại cắm vào. Đấy, cắm vào là bắt đầu lại lên nguồn cứ thế thôi. Đấy, cắm vào lại lên đèn thôi này. Đấy, cắm vào lên đèn là cứ thế, các bác cứ cắm lần lượt xem, cắm hết chưa? Cắt ra nhá. Cắt ra sau đó bác cắm vào. Và khi mà cắm xong rồi thì ở đây là, đây các bác đợi chút để em rút ra. Các bác cắm xong rồi thì ở đây nó có cái phần băng keo, băng dính nhá. Thì các bác có thể dính được trên tường này, dính trên đồ đạc, hoặc là các bác có thể hàn cho em một cái khung
các bác dán lên cho em. Thì đây, em sẽ quay test cho bác xem một cái bộ sản phẩm này các bác nhé. Cái bộ này em đã lắp đặt sẵn rồi. Đây các bác nhá. Đấy, khi mà các bác đã cắm xong, kết nối vào hết nhà rồi này. Đấy thì bắt đầu các bác bóc ra và bắt đầu các bác dán lên tường như hiện tại ở đây em đang dán lên tường đây. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Nó sẽ gồm rất là nhiều 17 triệu màu sắc khác nhau ạ. Đấy, và các chế độ tắt đi. Tắt đèn đi, nhìn cho đấy, thấy không? Đây tắt đèn đi nhá. Đây em sẽ giờ em sẽ dùng cái điều khiển này để em chỉnh này. Đầu tiên là sẽ gồm có là bật tắt này. Đấy, tắt đi này. Bật lên này. Đấy, tắt đi này, bật lên này. Đó là các bác điều khiển bằng điều khiển nhá. Rồi thứ hai là điều chỉnh các chế độ này, chế độ nhanh này, chế độ chậm này. Đấy, chế độ chậm này. Full full lên này. Full lên này. Đấy, full lên này, full xuống này, thu vào này, full lên này. Đấy, rồi là chỉnh các chế độ này, nhanh chậm này. Chỉnh các kiểu bắn nha khác nhau nhá. Cực kỳ là hay luôn. Rồi là chỉnh nhanh chỉnh chậm này. Đấy, chỉnh nhanh chỉnh chậm. Các thứ các kiểu luôn. Đấy, có nhanh có chậm có nhá. Nhanh có chậm có, rồi là các bác đổi các chế độ màu, các chế độ đèn khác nhau, thấy không? Đấy, thấy không? Quá đẹp luôn này. Quá uy tín luôn. Cái này thì về là các bác cứ điều khiển bằng cái điều khiển này cho em thôi nhá. Đấy, về là các bác cứ điều khiển bằng cái điều khiển này cho em thôi. Đấy, bật bật tắt bằng cái điều khiển này luôn, có thế thôi. Rất hay luôn. Đây. Đấy. Đây, đấy, thấy không? Quá rực rỡ luôn nha. Đây em kết nối cái chế độ pháo hoa này, bắn này, chiêu này. Bùm! Đấy. Quá đẹp quá nhá. Rồi, em sẽ đi vào báo giá luôn. À mà thôi em báo giá luôn này. À, bộ lên mã em sẽ là cái bộ LED pháo hoa nhá, bộ LED pháo hoa. Đấy, các bác có thể dán lên tường hoặc là dán lên đồ vật nhà mình. Kết nối cực kỳ là dễ dàng luôn. Đấy, và có thể điều khiển bằng cái tay điều khiển này. À, 150.000 một bộ nhá. 150k cho một cái bộ sản phẩm LED pháo hoa này. 150k một bộ. Đấy. Sử dụng nguồn sẽ là nguồn 5V. Các bác có thể là dùng cục sạc dự phòng hoặc là cắm trực tiếp vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Là các bác cái gì thôi. Các bác sử dụng cái con này thôi các bác nhá. À, đây nhá các bác nhá. Đấy, nhiều bác hỏi là nhà em có bán thêm cái cục nguồn của cái bộ LED pháo hoa không, thì em đây. Em nói luôn là các bác cũng có thể dùng cái cục nguồn này thì em. Nói chung là cục nguồn này thì thực ra là các bác có thể là dùng cái những cái cục sạc điện thoại nhà mình nó không dùng thì các bác có thể tận dụng. Còn nếu mà các nhà các bác không có thì mình có thể mua thêm cái cục này. Thì hiện tại anh em đang bán một cái cục sạc nguồn 2A như này. Con này thì nguồn của nó sẽ là nguồn 5V 2A nhá. Đấy, 5V 2A. Hàng này hàng của hãng luôn đấy, hàng của công ty phụ kiện điện thoại nó thanh lý ra nhá. Bên em ôm lô được. Đấy, hàng chuẩn chính hãng ngon này luôn, cực kỳ chất lượng. Đấy, và nó có là cái cổng nguồn USB này, các bác có thể dùng về sạc điện thoại và các bác cắm cho cái bộ LED pháo hoa em vừa quay đấy nhá. Đấy thì cứ lên mã em sẽ là cái cục sạc 2A nhá. Đấy, các bác có thể mua kèm cùng với cái bộ LED pháo hoa để về các bác cắm các bác xài. Thì một cái cục sạc 2A này bên em đang bán giá sẽ là đi bao nhiêu Duy nhỉ? 30.000. 30k nhá. 30.000 bộ này. À 30.000 một cục này nhá. Lên mã em sẽ là cái cục sạc 2A. Đấy. Với giá sẽ là 30.000 một cục thôi. Đấy, các bác có thể mua thêm để về các bác kết nối cùng với lại cái bộ LED pháo hoa mà em vừa quay nhá, thì nó sử dụng cái nguồn này nè. Đấy, đó là cái nguồn 5V 2A này. Đấy thì về các bác mua cùng này về là các bác có thể cắm phát sáng cho cái bộ LED pháo hoa rồi. Còn cái này là cục sạc 2A nhá, 30.000 một bộ. Còn cái bộ LED pháo hoa thì em đang quay ở kia. Kia, bộ LED pháo hoa đang quay kia. Đấy, với giá sẽ là 150.000 nhá, 150.000 cho một cái bộ LED pháo hoa. Đấy, 150k một bộ. Em đang định không quay nữa nhưng mà em phải quay lại cho bác một lần nữa này. Về cái cách đấu nối, về cái cách lắp đặt, không nhìn rất là nhiều bác thắc mắc này về lắp như nào thì đây. Các bác khi mà các bác cầm cái cuộn đây này, cái cuộn đây, cuộn của nó này. Cái cuộn này là cái cuộn của nó này. Đấy, cái cuộn này khi mà các bác nhận hàng thì nó sẽ có một cái đầu nguồn USB nha. Thì nó sẽ là cái đầu nguồn đầu tiên. Đó. Là các bác lắp, các bác lần luôn cái đầu đấy. Đấy, lần luôn cái đầu, đây cái đầu của nó đây. Đấy, các bác lần này, các bác nhìn em cắm này. Đó, thì các bác sẽ cắm trực tiếp vào một cái ô nào đó. Ô đã được nhá. Đấy, thì nó sẽ cấp nguồn cho cái bảng LED này. Bảng LED này. Và những cái cánh còn lại là các bác cứ kết nối vào là các bác sử dụng thôi. Đấy, rất là dễ dàng lắp đặt các bác nhá. Cực kỳ dễ dàng lắp đặt luôn. Còn nếu các bác lắp đặt mà chưa được thì các bác liên hệ trực tiếp theo hai số điện thoại bên em đang ghim trực tiếp mình nhá. Để nhà em tư vấn và hướng dẫn các bác một cách lắp đặt một cách cụ thể nhất các bác nhá. Đó. Đó là cái chai xịt hôi chân. Đấy, chai xịt hôi chân của Nhật nhá, rất là xịn luôn. Chứa thành phần nano bạc nhá, giúp tiêu diệt những cái nấm mốc này. Đấy, rồi là những cái con vi khuẩn mà nó gây hôi chân, thối chân nhá. Con này thì rất là dễ dùng thôi. Các bác chỉ việc là lấy chai này các bác xịt trực tiếp vào trong giày cho em này. Đấy, các bác ngửa nó lên nhá. Sau đó các bác xịt vào giày cho em như này. Đấy, xịt trực tiếp vào trong bên trong cái đôi giày.
Và ngoài ra đây các bác có thể xịt vào da, vào da chân, da bàn chân, hoặc là các bác xịt vào tất. Đấy, thì các bác cứ xịt, nói chung là các bác cứ xịt tất vào cái bộ phận mà bàn chân, rồi là tất tai, giày giết các thứ nó có mùi các thứ, là các bác cứ xịt tất cho em là ok thôi. Đấy, báo giá bác luôn, bên em đang bán một cái chai xịt hôi chân này với giá sẽ là 30k nhá, 30k lên mã em sẽ là cái chai xịt hôi chân đang gửi bác, giá sẽ là 30.000 cho một chai này. Đấy, chứa thành phần nano bạc nhá, dùng cực kỳ thích luôn. Cái này thì bác nào hay đi giày giết các thứ rồi đấy, hay có tình trạng hôi chân thối chân thì các bác xịt chưa đấy, cảm giác mà các bác khi mà các bác xịt xong các bác đi là chân tay cảm giác nó khô thoáng, thích cực kỳ luôn các bạn, thích lắm đó. 30.000 một chai thôi, 30k một chai xịt hôi chân nha. Đấy, rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái chai xịt giặt giày khô này. Lên mã em sẽ cái chai xịt giặt giày khô nhá. Cái chai này thì nó là dạng bọt, đây em xịt cho bác con này. Đấy, nó dạng bọt, đây nó là dạng bọt này, đấy nó là dạng bọt này. Thì cái này rất là dễ xài, các bác chỉ việc là xịt cái bọt này vào cái đôi giày của bác, sau đó là các bác dùng một cái bàn chải mềm các bác đánh. Đấy, đánh cho nó sạch, kết hợp với cái bọt này các bác đánh cho sạch hết những cái bẩn ở giày đi. Sau khi mà đánh xong thì các bác lấy cho em một cái miếng vải khô. Đấy, miếng vải khô, và các bác lau hết cái bọt đi. Đấy, thì nó sẽ kết hợp với cái bọt và các bác chải nó sẽ bong hết cái bẩn đi, và các bác lau đi là ok. Đấy, con này rất là hay, là nó giặt được giày khô nhá. Bình thường là các bác cứ phải mang ra nước, các bác ngâm nước các bác giặt đấy, thì nó rất là, thứ nhất là nó nhanh hỏng giày, mà thứ hai là nó lâu khô, nó lâu khô. Đấy thì các bác mua con này về các bác xịt vào, sau đó các bác dùng cái bàn cọ các bác cạo, là các bác dùng cái vải các bác lau một lượt cái nó sạch sẽ ok ngay, mà giặt rất là nhanh. Và khi mà giặt xong là các bác có thể là dùng được luôn đúng nhá. Đấy, có thể dùng được luôn, mình không cần phải phơi phiếc gì cả, mình có thể là xài được luôn. Đấy, một lọ này là 300ml, giặt cực kỳ sạch luôn. Đấy, đặc biệt là dành cho bác nào hay đi những dạng giày sneaker, giày kiểu dạng giày thể thao, giày vải thứ đấy. Đấy, giặt nó rất là lâu khô thì bác chuyển sang cái hệ giặt giày khô cho em, rất là hay luôn nhá. Đấy, 300ml, báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái chai xịt giặt giày khô này với giá sẽ là 90k này, 90k. Lên mã em sẽ là cái chai xịt giặt giày khô nhá, chai xịt giặt giày khô với giá sẽ là 90.000 cho một cái chai xịt giặt giày khô này. Đấy, nó là dạng giặt giày khô, bình thường là các bác giặt nước, nhưng cái này nó là giặt khô các bác nhá. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Rất nhiều các bạn TikToker review chuyện là mình thích đi giày trắng, nhưng mà mỗi lần đi ra đường thì lại rất nhanh bẩn. Mình nghe đâu là chai này vệ sinh giày rất là sạch, đã thế lại còn rất là mau khô, nên mình bút ngay em nó để vệ sinh giày cho tiện lợi và đỡ tốn nhiều chi phí. Và đây là đôi giày trắng của mình sau khi đi làm về trong một buổi chiều mưa. Trời ơi, ta nói nó dơ banh xác luôn kìa. Cùng mình test thử xem em nó có làm sạch hiệu quả như review không nha. Bước đầu tiên là mình sẽ xịt một lớp bọt lên đôi giày, sau đó chờ đợi 2 phút. Wow, nhìn bọt nó nở ra như kem luôn kìa mọi người. Bước hai là sử dụng một cái bàn chải để chà sạch những vết bẩn. Cái bọt này hay nha, chà tới đâu là nó tự tan tới đó kìa mọi người ơi. Và bước cuối cùng là sử dụng khăn để lau sạch lại đôi giày của mình. Thế là xong rồi, đôi giày của mình đã trắng sáng lại như ban đầu. Thật sự không nhận ra đây là đôi giày hồi nãy của mình nữa rồi. Trắng tinh tựa ngọc trinh luôn rồi mọi người ơi. Theo mình thấy thì em này rất là ok nha. Tuy không sạch bằng ở tiệm nhưng mà nó giúp cho chúng ta đỡ tốn nhiều chi phí và thời gian nha. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, các bác dùng để giặt khô giày rất là tiện lợi. Mình không cần phải mất công phơi này, rồi là mình có thể sử dụng được luôn, và rất là tiện nhá, nó không bị hỏng giày. Đấy, 90k một chai nhá, xịt giặt giày khô nhá, 90k một chai, 300ml. Sau tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cuộn keo dán tôn này. Lên mã cho cái cuộn keo dán tôn nhá, cái cuộn này thì dùng rất ok. Các bác mua về để chuyên các bác dán tôn nhá. Dán tôn, dán bờ rô, rồi là những cái chỗ nào nó đang bị thấm rột, hoặc là thậm chí các bác dán vào bạt thì mình được. Đấy, nói chung là những chỗ nó bị thấm rột nhá. Mưa gió nó thấm rột, nó bị nước ngấm thứ này, các bác mua về dán vào trang. Dán chống thấm chống rột rất ok luôn. Cái quận này bên em đang bán thì cái khổ của nó sẽ là khổ 10cm nhá. Khổ này là khổ 10cm, khổ to đấy. Và quận này dài là 5m. Đó, và em báo giá luôn. Bên em đang bán sẽ là 40.000 một quận nhá. 40k một quận. Lên mã em sẽ là cái keo dán tôn. Đấy, keo dán tôn này. Dán chống rột chống thấm nhá. Keo dán tôn, dán chống rột chống thấm. Mà 10cm nhá, khổ 10cm. Dài 5m nhá. Với giá đang bán sẽ là 40k một quận này nhá. 40.000 một quận này. Đấy, dùng rất là tiện dụng luôn. Đấy, các bác mua về bảo đô tôn tiếc nhà mình nó đang bị vấn đề ngấm rột các thứ, các bác mua về dán nha, rất tiện dụng, bạt điếc thứ nào dán ok luôn. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, test thực tế bác coi nhá, dùng cực kỳ ok đây. Mình thấy trên mạng rất hot cái băng dính chống thấm nước này nhá, mình mua về kiểm tra thử luôn nhá. Băng dính này thì dán được trên mọi bề mặt các bạn nhá, kể cả dán trên bề mặt đang ướt nhá. Khi dán vào thì bóc ra rất khó. Loại này chống cả nước, chống cả nóng. Bây giờ mình hy sinh chọc thủng cái chậu để kiểm tra nhá. Lưu ý là khi bóc ra thì nó còn có một lớp nylon mỏng để bảo vệ chất keo các bạn nhá. Mình phải bóc ra thì mới dán được, các bạn nhìn kỹ nhá, bơm đầy nước và mình thử dán nhá. Nước đã chảy qua cái lỗ mình đục sẵn, mình không cần lau khô chậu và mình dán luôn nhá. Một phát ăn ngay luôn các bạn nhá. Mình kiểm tra
thì không hề bị dò một giọt nước nào luôn. Sản phẩm này mình đánh giá đúng như quảng cáo nhá, 9,5 điểm các bạn nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, giá rất ok luôn các bác, dán chống rột chống thấm. Đấy. Rồi là dán những cái đồ nó bị thủng bị vỡ thứ ra, dán ok luôn. Keo dán tôn nhá, 40.000 một quận này. Quận khổ là khổ to, khổ 10 cm nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái bộ hút dầu rửa bát này. Đấy, lên bác em sẽ cái bộ hút dầu rửa bát nhá. Bộ này đang bán cho bác là 80.000 một bộ này. Đấy, 80.000 một bộ. Chuyên để các bác hút dầu rửa bát từ ở dưới bồn lên. Đấy, 80k. Cái này thì rất là hay. Về bình thường là các bác xem ở những cái bồn nhà mình, bồn rửa bát mình hay có một cái lỗ ấy. Hiện tại đang có một cái lỗ mà nó để không ấy. Đây các bác mua cho em cái bộ này về các bác lắp và các bác xài nhá. Bộ sản phẩm đi đầy đủ phụ kiện đi kèm, sẽ gồm có là một cái đầu hút này. Đấy, cái đầu hút, đầu bóp này. Giòn riêng thứ đi kèm, rồi là ốc lắp đặt này. Và đây là cái chính nhá. Đó thì về các bác lắp vào, xoáy vào, sau đó các bác sử dụng nhá. Các bác chỉ ấn này, ấn là sẽ dầu bát nó sẽ hút lên. Chất liệu sẽ là inox 304, cái này inox 304 nhá. Đấy, chuẩn 100% luôn. Đi kèm thì ở đây có là cái dây để các bác kết nối với cái lại cái vòi này. Cái vòi này. Với lại các bác cắm vào cái bình hút rửa bát ấy, cái bình dầu rửa bát để các bác hút lên cho em là xong. Đấy, giòn giữa các thứ để đủ kèm về các bác lắp đặt thật xài luôn. Bên em đang bán một cái bộ này là chọn bộ luôn là chỉ có 80.000 thôi. Đấy, 80k bộ. Đây các bác cùng xem thực tế một cái video về cái sản phẩm này để các bác dễ hình dung luôn này. Chứ em nói thì đôi khi là các bác hơi khó hình dung nhá. Về cái sản phẩm này đôi khi các bác chưa biết là nó như nào, rất nhiều bác chưa biết là cái này nó dùng như nào. Đây, cho bác xem video thực tế về sản phẩm này. Đây nha, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, bình thường đây nhà bồn các bác có hay có cái lỗ này. Đấy thì bác dòng cái này xuống. Đấy, xoáy nó vào, sau đó các bác cắm vào cái can hút dầu bát nhá. Lúc nào cần dùng nó các bác chỉ ấn vào là tự động là cái dầu bát nó sẽ được hút lên. Đấy, các bác không phải để những cái can dầu bát nó lên trên bàn các thứ nó bừa bộn các thứ rồi là dầu mỡ nó chảy ra. Cái này dùng rất là sạch sẽ và dùng rất là tiện dụng luôn. Chưa chắc mọi người đã biết chỗ này để làm gì. Và đây là cái món đồ để dùng cho cái chỗ đấy đây mọi người ạ. Sau khi lướt TikTok thấy một bạn ấy dùng cái này thì thấy là nó quá là hay luôn. Thay vì để cái chai nước rửa bát ở trên ấy, vừa không đẹp mà lại không tiện lợi, thì cái vòi dẫn này trông nó sang xịn mịn hơn hẳn ấy. Lắp cái này cũng dễ lắm, chỉ cần lắp cái vòi kia vào cái lỗ ở trên chậu. Đây là cái phần dây dẫn thì chúng ta cho một đầu vào trong cái chai nước rửa bát, cuối cùng là lắp cái đầu còn lại của dây vào vòi là xong. Rất là easy luôn, chúng ta đã có một cái vòi để bơm nước rửa bát rất là xịn. Thử luôn cho mọi người thấy là có hợp lý không nhá. Hợp lý luôn. Mọi người xuống kiểm tra xem chậu nhà mọi người có cái lỗ này không nhá. Rửa bát xem có cái lỗ ở cái chậu không à. Nếu có cái lỗ ở cái chậu này các bác cậy lên, sau đó là bác lắp cái đấy vào nó vừa khít luôn nhá, vì nó là kích cỡ phổ thông này. Đấy, dùng rất hay luôn. Đây là thứ không thể thiếu trong căn bếp nhà bạn. Chẳng rất nhiều bạn đây không biết cái lỗ ở trên bồn rửa bát này có tác dụng gì đúng không, nhưng mà sau một hồi vào vạch thì mình phát hiện ra thì đây là cái chỗ để lắp những cái vòi mở rộng, những cái vòi hút dầu rửa bát như thế này, hoặc là những cái vòi của máy lọc nước. Quay lại với nhân vật chính thì như các bạn đã thấy, đây là một cái vòi hút dầu rửa bát. Mình đã dùng cái này thay thế cho cái chai dầu rửa bát mà có lẽ rất nhiều gia đình các bạn ở đây đang sử dụng, rất bẩn và rất là bất tiện. Thay vì mỗi lần rửa bát phải dùng một cái chai nhầy nhụa như thế này thì bây giờ bạn chỉ được ấn thôi. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng mà từ khi mình dùng mình cảm thấy nó rất là tiện. Mình không còn phải châm dầu rửa bát từ chai to và chai nhỏ nữa. Và ngoài ra cái chỗ để những cái chai dầu rửa bát trước kia nó rất là bẩn, bây giờ nó đã sạch sẽ hơn rồi. Ngoài ra vòi này cũng làm từ thép không gỉ nên các bạn không cần phải lo bị gỉ sét trong quá trình sử dụng đâu nhá. Tổng kết lại thì đây là món đồ rất là hữu ích mà chị em nội trợ không nên bỏ qua. Mình để tôi luôn để chai xà phòng rửa chén trong tủ. Bạn chỉ cần để đó trên bàn và sử dụng khi cần thiết. Chỉ cần cầm ống kéo dài này vào lỗ nhỏ trên bồn rửa và kết nối ống dẫn vào chai xà phòng, sau đó để chai xà phòng vào phía dưới tủ. Tôi luôn để chai. Trời, nhiều bác vẫn sắp sang 2023 rồi mà các bác vẫn để những chai dầu rửa bát trên bàn như này ư? Trông rất bẩn và bừa bộn. Ở đây chậu rửa bát nào cũng có cái lỗ này các bác này. Bỏ vài chục nghìn ra mua bộ vòi hút dầu rửa bát này về các bác ơi. Giờ thì các bác có thể mua hẳn can dầu 5 lít về dùng dần rồi. Sắp sang 2023 rồi. Đấy, các bác có thể là mua hẳn cả một cái can to về các bác dùng dần. Đấy, các bác về kết nối với lại cái phần đầu với cái dây nó, và còn lại cái phần đầu còn lại các bác cắm với cái can dầu rửa bát và cái phần trên này các bác lắp vào, và cứ thế là các bác bấm này thì tự động nó sẽ hút dầu rửa bát ra, có thế thôi, rất tiện dụng. Các bác không cần phải để những cái can dầu bát nó bên trên bếp, vừa bừa bộ này vừa tốn diện tích, rồi là nó nhìn nó mất vệ sinh, nó mất mỹ quan. Đấy, mua cái bộ này về dùng rất là tiện luôn. 80.000 một bộ nhá, 80k cho một cái bộ hút dầu rửa bát đầy đủ phụ kiện về, các bác chỉ việc lắp đặt và là xài thôi. 80k một bộ thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ đĩa tròn của Wiling này. Đây em sẽ view chi tiết các bác xem về cái bộ đĩa tròn của Wiling. Bộ này thì bên em cũng đang bán khá là nhiều. Đấy, một cái bộ đĩa rất là đẹp luôn đấy, hàng của Đức thôi nhá, inox 304. Nó sẽ gồm có một bộ này sẽ gồm có là 5 đĩa này, từ to nhỏ nhá. Cỡ to nhất của nó rơi khoảng tầm 20
25 các bạn, 25. Đấy, 25 20 này. Rồi còn tầm 15 rồi là 10 và 5 này. Đấy, nó là những cái đĩa phẳng nha. Đấy, đĩa phẳng này các bác về dùng để bày đồ ăn này, bày hoa quả này, rồi các bác bày đồ cúng các thứ, đồ cúng đồ thờ cũng rất là đẹp luôn. Đấy, toàn bộ sẽ là inox 304 hết luôn nhá. Dày rất chắc chắn lắm. Hàng đĩa cực kỳ đẹp luôn, cô nhìn này. Đấy, bóng sáng loáng luôn nhá, đẹp dã man luôn. Đó. Dày cực kỳ luôn, dày cộp luôn. Đấy. Đấy, một con một cái bộ combo là 5 đĩa nha cô nhá. Một combo sẽ gồm có là 5 đĩa nha. Đấy, 5 đĩa luôn. Đây, 5 đĩa. 1 2 3 4 5. Đấy, bên em báo giá luôn nhá. Lên mã em sẽ là cái combo 5 đĩa tròn. Đấy, 5 cái bộ 5 đĩa tròn của Đức nhá. Đấy, 5 đĩa tròn. Bộ bộ đĩa tròn 5 cái này. Bộ đĩa tròn 5 cái. Bộ đĩa tròn 5 cái nhá. Với giá sẽ là đi 100.000 thôi, 100k nhá. Em bán nhanh xả kho luôn, 100.000. Hàng của thương hiệu Hoài Linh của Đức cô nhá. Đấy, 100.000 cho một cái bộ đĩa tròn 5 cái này. Các bác mua về đựng đồ ăn các thứ rất là sạch sẽ này. Mua về đựng đồ thờ đồ cúng rất là đẹp luôn, rồi là bày đồ ăn các thứ nhìn nó rất là sang trọng lịch sự nhá. Nói chung là khá là đẹp luôn đấy, cực kỳ ok luôn. Đây, sáng bóng nhá. Và nó thiết kế theo dạng phẳng này các bác, bày đồ ăn các thứ nhìn nó rất là dễ và nó dễ bày và rất là đẹp luôn. 100.000 bộ nhá. Bộ đĩa tròn 5 cái của Hoài Linh thôi nhá. Xả vào tiếp thì em lên luôn cho các bạn, đó là cái vỉ gác chảo rán này. Đấy, vỉ gác chảo rán nhá. Cái này thì chuyên để ví dụ các bác hay có những cái món rán dầu mỡ thứ này. Đôi khi là dầu mỡ các bác để đĩa luôn là nó hay bị dốc dầu mỡ xuống đĩa. Đấy thì các bác mua cái này về các bác gác lên chảo trong khi mình rán. Đấy, các bác vừa rán vừa gác lên. Đấy, lúc nào mà ráo mỡ khô, ráo hẳn hết mỡ đi, bắt đầu là các bác lấy ra. Đấy, nó sẽ đỡ mỡ hơn nhá. 40.000 một cái vỉ này các nhá. 40k lên mã sẽ cái vỉ gác chảo rán này. Kích thước của nó thì từ chảo 28 cho đến chảo là 30. Đấy, từ chảo 28 đến 30 nhá. Là dùng ok luôn. Chảo nhỏ nhất là dùng là chảo 28 cm, còn chảo lớn nhất là đường kính là 30 cm, con này dùng luôn nhá. Nghĩa là dùng từ 28 đến 30 cm. 40.000 cho một cái vỉ gác chảo rán đây. Em sẽ lấy một cái chảo như em đang xài này. Đây, còn đây là cái vỉ gác này. Đấy, inox 304 nhá, rất chắc chắn luôn. Đấy, nó có những cái phần kẽ hở này thì về các bác ví dụ là mình chiên trước xong là mình để đồ đây thì nó sẽ đỡ những cái mỡ, dầu mỡ ở đồ ăn các thứ đi, nó đỡ ngấy luôn nhá. Đấy, thì về các bác để đây, nó vẫn sẽ có một cái phần lỗ để các bác có thể sử dụng nấu ăn này. Còn cái phần trên này thì để các bác để đồ ăn khi mà mình rán chiên xong thì mình để nó ăn đây thì nó sẽ ráo mỡ, nó sẽ chảy xuống cái chảo này các nhá. Đấy, rán nem, rán đồ các thứ ra. Đấy, những cái đồ nó nhiều mỡ nhiều dầu ấy, các bác để đây cho nó ráo mỡ, sau khi mà ráo mỡ ráo dầu xong rồi mình bỏ ra đĩa, mình bày ra đĩa nhá, nó sẽ đẹp hơn, nó đỡ mỡ, đỡ mỏng hơn luôn nhá. Đó, 40.000 một chiếc nhá. Một cái sản phẩm rất là hay luôn đấy. 40k vỉ gác chảo rán nhá. Từ 28 đến 30. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ dao đen. Lên mã em xem cái bộ dao đen. Bộ này thì của thương hiệu Asaka Japan. Một cái bộ này thì đây em sẽ lấy cho bác xem này, hàng của nó vẫn nguyên hộp này. Giá thì em là gửi bác giá siêu tốt luôn. Lên mã em xem cái bộ dao đen nhá. Bộ dao đen. Đấy, bộ dao đen. Với giá là 70k một bộ được không nhá. Chỉ có 70.000 cho một cái bộ dao đen nha. Các bác mua đâu một cái bộ mà giá đó hạt rẻ này mà hàng rất ok luôn. Một cái bộ này sẽ gồm có cho bác là 3 dao nhá, 3 con dao. Đây. 3 con dao này. Đấy, 3 con dao nhá. Một con chuyên để các bác gọt hoa quả này. Đấy, một con chuyên để các bác thái này. Đấy, thái lọc này. Một con này các bác thái bản to này, bác nào thích dùng con này thái bản to dùng ok. Hàng của Asaka Japan, nó chữ trên thân dao luôn nhá. Rồi là một cái cây này để chuyên các bác đánh vẩy cá này. Đấy, chuyên các bác đánh vẩy cá này. Đó, chuyên đánh vẩy cá bằng cái cây này nhá. Và một cái rất hay đó là cái khuôn. Đấy, khuôn này ví dụ như các bác có làm bánh này hoặc là các bác dán trứng, mình muốn tạo hình tạo khuôn. Đấy, tạo hình tạo khuôn trái tim này thì mình có cái này, rất tiện dụng nhá. Đây, đó một cái khuôn rất là đẹp luôn. Inox 304. Và toàn bộ là 3 dao, một cái đánh vẩy cá và một cái bộ sản phẩm này sẽ gồm có tổng là 5 món nhá. Tổng là 5 món. Đó thì cứ lên mã đi em sẽ là cái bộ dao đen. Đấy, bộ dao đen nhá của thương hiệu Asaka Japan. Cái một thì hiện tại anh em đang bán khá là nhiều rồi. Với mức giá thì vô cùng là bình dân và hạt rẻ thôi. Chỉ có là 70.000 bộ, các bác mua bộ này về là các bác dùng cả nhà luôn. Đấy, dùng cả gia đình nhà mình. Dùng đa năng chưa? Đấy, dùng cả gia đình nhà mình dùng đa năng. Thái lọc rồi đào gọt hoa quả, đánh vẩy cá, khuôn tạo hình các thứ ra. 70.000 bộ nhá, bộ dao đen đang gửi bác giá sẽ là 70k cho một cái bộ dao đen này. Chỉ có 70k thôi. Hàng của hiệu Asaka Japan đây. Hàng như trên hình ở trên video em đang quay đây thực tế đây nhá. Đó, dùng rất ok luôn. Nói chung là bộ này thì quá uy tín mà giá cảm giác là giá nó rất là phải chăng ạ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con máy hơi nhá. Lên mã em sẽ cái sản phẩm là cái máy hơi. Đấy, máy hơi. Báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá một cái chiếc máy hơi này với giá sẽ là đi
máy hơi này, máy hơi mini nhá, máy hơi mini 480k cho một chiếc máy hơi mini này. Đấy, và bao ship tận nhà luôn. Cái con này phù hợp cho các bác sử dụng gia đình này, các bác bơm xe này, xe đạp, xe máy, ô tô này, rồi là các bác thợ, các bác thợ kiểu dạng thợ cửa hàng nhỏ, không cần những con máy to. Đấy, máy to thì hơi cồng kềnh, hơi đắt tiền, thì các bác mua cho con này cho em. Đấy, giá là hạt rẻ mà nói chung là dùng rất ok. 480.000 một con máy nha. Đây một con máy hàng mới nguyên keng luôn. Đấy, nguyên hộp nguyên siêu luôn nhá. Con này thì hàng sản xuất tại Đài Loan nên là có yên tâm về chất lượng, dùng rất ok luôn. Hàng made in Taiwan này. Đấy, chuyên để các bác bơm xe đạp, xe máy, ô tô. Đấy, nó là dạng máy hơi nhưng mà nó là dòng máy hơi thu nhỏ nhá. Thực ra thì nhìn thì các bác nhìn cũng đúng như kiểu một cái con máy hơi to ấy, nhưng mà nó là thu nhỏ thôi. Hàng thì của nó sẽ là hàng lõi đồng luôn, xịn cực kỳ. Đấy, hơi ra rất là khỏe, rất là đều. Đây em sẽ cắm test bác xem coi về cái sản phẩm nhá. Con này thì rất là dễ xài, cắm trực tiếp điện 220. Sau đó ở đây nó có phần công tắc này, các bạn bật lên cho em. Đấy là máy chạy đâu. Bật công tắc là máy chạy nữa. Nó còn có cả đấy cái đồng hồ để các bác đo áp suất này. Đấy, đo áp suất cân nặng xem là được bao nhiêu thứ này. Đây em sẽ ép hơi bác coi nhá. Đây bật máy này. Ép hơi này, nhìn ép hơi nhá. Đấy. Cái phần kim là nó chạy luôn nhá. Đấy cái phần kim nó chạy luôn này. Đây. Đây em sẽ bơm vào đây để test cho bác một cái bài test nữa để các bác dễ hình dung nhá. Đây em bỏ đây. Đấy, cho cái dây bóng này nó xẹp hết hơi đi nhá. Đấy nó xẹp hết hơi này. Đây bật máy để cho nó đẩy căng hơi này. Các bạn nhìn này. Đó. Con này bơm khá là nhanh nhá, bơm khá là nhanh, cái lượng hơi nó ra rất là khỏe và rất là đều luôn đấy. Đây các bạn nhìn này. Đấy cái này như kiểu là cái như kiểu là cái xăm xe quá chẳng hạn. Đấy nó đẩy hơi rất là khỏe, rất là căng. Nhìn này, căng đét luôn này. Đó căng đét luôn nhá. Đấy thấy không, căng đét đẹp luôn nhá, ok luôn này. Đấy vẫn còn đang giãn ra nữa này. Đó rồi, đấy là thực tế về sản phẩm, rất nhiều hơi luôn nhá, cực kỳ hơi căng đét luôn này. Nhìn này, đấy nhiều hơi giãn man luôn. Đó nên cái lượng hơi nó đẩy và rất là đều và rất là khỏe luôn. Dùng trực tiếp điện 220 cho em là xài. Có phần công tắc bật tắt nhá, dùng là các bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi. Có đồng hồ đo suất để các bác tiện cho việc theo dõi là xem cân nặng thứ nó bao nhiêu. Máy thì cái độ hoàn thiện của nó thì cực kỳ là chuẩn xác rồi. Đây các bác nhìn này, cùng ngắm lại lần nữa em nó này. Quá ok luôn, đẹp lắm, chắc chắn cầm nặng trịch luôn. Đấy, hàng lõi đồng nhá, hàng motor lõi đồng 100% luôn. Đây motor lõi đồng 100% luôn nhá. Đấy, hàng bao dùng bao xài bác luôn. 480.000 nhá, lên mã em sẽ cái con máy hơi mini đang gửi bác giá sẽ là 480k một con này và bao ship đến tận nhà có nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác máy hàng đó là cái phích cắm diệt, báo giá bác luôn này. Đang bán bác là 10.000 cho một cái cây phích cắm diệt này, 10k một chiếc nhá. Đấy nó là phích cắm chân diệt để về chuyên để các bác cắm vào cái những cái ổ điện Nhật nhá. Ổ điện Nhật là người ta hay dùng chân diệt nên là các bác đôi khi được các bác mua ngoài trường ấy là nó hầu như toàn chân tròn thôi. Mà Việt Nam bây giờ có hầu như phổ thông toàn chân tròn. Đôi khi rất là khó kiếm. Đây thì các bác mua cho em cái phích này về các bác cắm vào chuyên vào cắm ổ điện Nhật này. Đó. Con này là dòng phích chống va đập chống vỡ rất là tốt nhá. Giá thì hạt rẻ bình dân chỉ có 10.000 thôi. Đấy. Chân của nó sẽ là chân đồng, cực kỳ chắc chắn luôn. Về các bác xoáy em cái đốc ra, mở cái nắp ra, đấu cái dây vào là xong. Đấy, đấu dây vào là xài thôi. Đó, phích cắm chân diệt nhá. 10.000 cho một chiếc phích cắm chân diệt này. Đấy, phích cắm chống va đập nhá, chống vỡ, chống cháy. Đó, giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok lắm. Đấy, cắm nó chắc chắn mà không bị mô ve, không đánh lửa thứ gì nhá. Hàng chân đồng tiếp điểm tốt, 10.000 thôi nhá. 10k một chiếc thôi. Đấy, các bác nào bữa trước chưa chốt được thì hôm nay tranh thủ chốt luôn nhá. Phích cắm chân diệt nhá. Đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một chiếc phích cắm chân diệt nha. Đấy, tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con nồi lẩu Osaka này. Đây bác sẽ cái nồi lẩu Osaka nhá, rất là chất lượng luôn. Đấy, một con nồi lẩu Osaka. Em báo giá luôn. Cái này thì hiện tại em đang bán giá sẽ là đi 300.000 một nồi nhá. 300.000 một nồi lẩu Osaka này bao ship tận nhà luôn này. Cái nồi này thì cái dung tích của nó khá là lớn luôn đấy không nhá. Dung tích của nó khá là lớn luôn, các bác về ăn gia đình đông người là ok. Dung tích là 3 lít rưỡi này. Điện áp thì sử dụng là 220, tần số 50 hertz này. Và công suất của nó sẽ là 1360W nhá. Dầu nồi lẩu Osaka về các bác dùng để ăn lẩu này. Rồi là ăn các bác ngoài ăn lẩu các bác có thể nấu đa năng ở đây. Các bác có thể nấu canh này, luộc rau này, rồi là nấu cơm. Rất tiện dụng luôn. Cái nồi này thì bữa trước em cũng xài rồi, em cũng trước em hay đi công trình công trường em hay mang đi nấu khá là ok luôn đấy. Về các bác xài rất là ngon luôn. Con nồi lẩu hàng nguyên hộp này. Đó. Đóng gói rất cẩn thận nhá. Đó. Chắc lắm. Con này thì bao dùng bao xài luôn. Đây. Nó sẽ gồm có một cái thân nồi nha. Đấy. Bên trong này sẽ chám một lớp chống dính nhá. Đấy, chống dính rất ok luôn.
thì các bác có thể dán xào nấu đây cho em ok này. Đấy, rồi là phần nắp nồi thứ này, có phần quai cầm rất tiện dụng nhé, các bác có thể bê mang đi mang lại. Đây là cái phần đây là cái phần cổng nguồn này. Đấy, về các bác kết nối nguồn với là xong. Đó, đây là cái dây nguồn nhé, cắm trực tiếp vào điện 220 là xài. Cái dây nguồn này nó còn có cả cái phần dơ le chỉnh nhiệt độ này, chỉnh cái cấp độ xem các bác muốn dùng cấp độ bao nhiêu nhé, 1 này, 2 này, 3, 4, 5 này, 5 cấp độ này. Đấy, các bác xoay cái vòng này điều chỉnh theo theo cái nhu cầu các bác xài nhé, có thế thôi. Đấy, cắm vào đây cho em là xài. Đây, cắm vào đây. Đấy, cắm vào đây và các bác điều chỉnh cái phần vòng cho em là xong, rất dễ dùng, cắm trực tiếp điện 220. Đi kèm thì nó sẽ gồm có là một cái khay hấp này. Ngoài chức năng là các bác ăn lẩu thì mình có thể là nấu ăn, ví dụ như là các bác nấu canh này, rán trứng này vào đây ok cho em luôn. Rồi là ngoài chức năng đấy nó cũng có chức năng hấp này. Đấy, các bác muốn hấp thì các bác lắp cái vỉ hấp vào đây, cái xưởng hấp đây các bác để vào đây. Đấy, và các bác có thể hấp những cái món như là bánh bao này, hấp những cái đồ hấp này các bác cho đây, các bác hấp cũng rất là tiện dụng luôn. Đấy, nói chung là dùng gia đình này, các thứ đều ok. Đi kèm là nắp đậy nhá. Đấy, nắp đậy luôn. Nắp đậy bằng kính cường lực trong suốt luôn nhá, xịn chất lượng luôn. Đấy, nắp đậy bằng kính cường lực luôn. Giá này hiện tại đang rất là tốt rồi, chỉ có 300.000 một nồi thôi. Đấy, mà sản phẩm dùng ok. Nói chung là các bác nấu nhanh sôi đó, nấu nhanh sôi mà dùng ok đó. Nồi lẩu Osaka nhá, nồi lẩu Osaka. Dung tích của nó sẽ là 3 lít rưỡi nhá. Đấy, dung tích là 3 lít rưỡi này. 3 lít rưỡi nhá. Báo giá bác luôn. Bên em đang gửi bác giá rất là tốt. Lẩu Osaka nhá, nồi lẩu Osaka. Đang gửi bác giá sẽ là đi 300.000 một nồi thôi, 300k một nồi, và bên em bao ship tận nhà luôn. Giá này gần như là giá tốt nhất hiện tại đây nhá. Đấy, bữa trước đang bán là 350, 370 một nồi đấy. Đấy, đang giảm chỉ có 300.000 nồi thôi. Lại còn bao ship tận nhà luôn nhá. Đấy, một con nồi rất chắc chắn, to. Dùng thoải mái, dùng gia đình cái thứ đồ ok. 3 lít rưỡi cơ mà. Đấy, nên là dùng rất ok luôn. 300.000 một nồi nhá, bao ship tận nhà. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà, đó cái bộ thớt chậu này. Đấy, thớt chậu nhá, báo giá bác luôn. Đang bán một chiếc thớt chậu này với giá sẽ là 60k một chiếc nhá. Đấy, thớt chậu. Đó. Thớt chậu này, đấy, đang bán là 60k cho một chiếc thớt chậu này. Đấy, 60.000. Cái này nó vừa làm thớt vừa làm chậu luôn. Các bác đi du lịch, đi chơi này, đi picnic này. Đấy, cả nhà mình ví dụ đi cắm trại mà cần một cái chiếc đồ vật, ví dụ như là đi sử dụng vừa làm thớt vừa làm chậu này. Đấy, tiết kiệm diện tích cũng như là không gian, là đồ đạc đỡ phải mang đi nhiều này. Rồi là các bác dùng gia đình cũng rất là hợp lý luôn. Đấy, mình vừa làm một cái con thớt vừa làm cả một, thành một cái chậu luôn, rất tiện dụng. Đây, bình thường là một cái con thớt nhá, nó sẽ phẳng lì này, các bác có thể là thái thiếc này cho em ok. Đấy, và khi nếu mà các bác muốn chuyển thành chậu thì các bác ấn xuống đây cho em, ấn mạnh xuống này. Đấy, phần silicone nó sẽ giãn ra nhá. Đấy, nó sẽ giãn ra và nó sẽ thành một cái chậu. Đấy, thành một cái chậu để các bác có thể là rửa rau, rửa cỏ, đồ ăn các thứ trong này luôn. Chậu khá là sâu nhá, đựng được khá là nhiều nước luôn. Đây là cái phần van để thoát nước này, các bác nhấc này lên để cho nó thoát nước ra nhá. Đó, rất tiện dụng luôn. Và đây thành chiếc chậu nhá. Chiều dài nó khoảng tầm là hơn 20cm, khoảng tầm 30cm, và chiều rộng khoảng tầm 25. Nói chung là 30 x 25 nhá, 30 x 25, khá là to, rộng. Đấy, có phải đi kèm chân chiếc đầy đủ ngon lành luôn nhá. 60.000 một cây nhá, 60.000 một cây. Vừa có một chiếc thớt để có về các bác thái thiết các thứ, rồi là vừa thành một chiếc chậu. Đấy, thớt chậu nhá. Đang bán với bác là một chiếc thớt chậu này với giá sẽ là 60.000. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, ấn vào cái nó thành một chiếc thớt nhá, để các bác dùng để thái thiết các thứ xem ok này. Đó, rất tiện dụng nhá. Và lúc nào cần thì các bác lại thành một chiếc chậu để các bác rửa rau, rửa cỏ, rất tiện dụng luôn. Đấy, rất hay ho luôn nhá. Vừa làm thớt vừa làm chậu, cực kỳ hay. Đây, gấp gọn vào nhá, và có thể là mở ra được thành một cái chậu, gấp gọn thành cái thớt, mở ra thành một cái chậu nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy, dùng xong thì các bác có thể là đeo lên các thứ, rất tiện dụng luôn. Ở đây nó có phần móc đeo này, các bác có thể đeo lên cho. Đấy, có phần móc đeo, nó có thể đeo lên cho. Rồi xong, 60.000 một cây nhá, 60k cho một chiếc thớt chậu này, 60.000 một chiếc nhá. Rồi em lên luôn cho bác cái mã hàng, đó là cái con máy sấy giày này. Lên mã cho cái con máy sấy giày nhá, về để chuyên bác sấy giày. Đấy, đợt này đã bắt đầu đang vào những cái mùa mưa nhiều rồi. Đấy, các bác mua cho em một cái con máy sấy giày này về, hoặc là ví dụ như là trong cái điều kiện mà các bác đang cần gấp một cái đôi giày nó nhanh khô, rồi là ví dụ như là những cái dạng giày mà các bác không thể giặt để lâu được, các bác bắt buộc là phải sấy nó thật là nhanh khô thì giày nó mới bền được, thì các bác mua cho em cái máy này về chuyên để các bác sấy giày nhá. Nó sử dụng nguồn là nguồn 220. Đấy, nguồn 220 này, và cái công suất của nó sẽ là vào là 200W nhá. Đây, công suất vào là 200W này, nguồn 220. Về các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 là xài thôi. Lúc nào xài thì các bác mở cái này lên cho em, mở lên. Đấy, và sau đó là các bác cắm những cái đôi giày tất vào đây cho em là xong.
cắm đôi giày đôi tất vào đây và các bác cắm nguồn vào, sau đó là các bác điều chỉnh cái thời gian hiện giờ nhá. Ở đây thì nó sẽ có là cái phần vòng xoay điều chỉnh thời gian này, sẽ có là 120 phút này, 90 phút này, 60 phút, 3 phút, đấy là tùy theo cái nhu cầu của bác muốn sấy bao nhiêu thì các bác hiện giờ bấy nhiêu nhá. Và khi mà nó hết cái giờ này tự động máy nó sẽ ngắt, rất tiện dụng luôn. Đấy, cái này thì tác dụng của nó là sấy, hong khô giày, hong khô tất này, rồi là diệt khuẩn khử mùi rất hiệu quả luôn. Đấy, đặc biệt là bác nào giày muốn nhanh khô rồi là không muốn để nó ướt lâu ấy, mà ướt lâu nó hay bị nhanh hỏng giày, các bác mua cho em cái máy sấy giày này về nhá, có nhá. Đó, về các bác chuyên để các bác sấy giày, sấy tất rồi là khử mùi diệt khuẩn, khử hôi chân rất tiện dụng luôn. Đó, báo giá bác luôn nhá. Lên mã em sẽ là cái máy sấy giày nhá. 180.000 một chiếc nhá. 180.000 lên mã em sẽ là máy sấy giày. Đấy, máy sấy giày nhá. 180k cho một cái cây máy sấy giày này, 180.000 một cây thôi. 180k một cây, dùng rất hay. Về các bác cứ xỏ cái lỗ giày về cho em mà xài thôi. Đây em sẽ cho bác xem thực tế video về sản phẩm này. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Gì hả anh em? Đây là nỗi sợ của anh em vào những ngày trời mưa đúng không? Khi về là ướt hết giày xong không biết là gì mà mai đi làm. Lo, để tôi giới thiệu cho anh em chiếc máy sấy giày tôi vừa tìm được trên Topcom này. Giày ướt thì để vào đây sấy, có các chế độ xoay giờ anh em tha hồ tùy chỉnh. Ông nào muốn nhanh khô thì cứ để 120 phút như tôi rồi đi làm việc khác. Thiết kế thì nhìn đơn giản, hiện đại mà không lo hại điện đâu anh em nhá. Giá thành em này lại rất hạ rẻ nên anh em yên tâm, mua về vợ không la đâu. Mình xài 2 tháng rồi mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu hư hỏng gì, dùng ổn áp luôn. Em nào mà thích đi giày thì đây đúng chuẩn là chân ái rồi. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy thì về các bác cứ xỏ giày, xỏ tất đây. Đấy, khử mùi rồi là diệt khuẩn rồi là sấy nhanh khô giày, khô tất nữa nhá. 180.000. Và con này có dùng xong có thể gấp gọn và là ok. Đây, muốn gấp gọn và các bác đẩy cái lẫy khóa cho em này. Đẩy cái, ấn cái lẫy khóa chỗ này. Đấy, các bác gấp gọn và là xài thôi. À, cất đi cho em ok. Đó, 180.000 nhá. Máy sấy giày 180.000 một chiếc. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bình giữ nhiệt 1,5 lít này. Lên mã em sẽ cái bình giữ nhiệt của Bowler nhá. Con này thì dung tích của nó là 1.5 lít. Đấy. À, hàng này thì em cũng đã test thực tế rồi, dùng cực kỳ ok luôn nhá, ổn áp lắm. Các bác dùng đi làm này, rồi lại đi chơi, đi du lịch, sử dụng gia đình nhà mình dùng con này làm fix giữ nhiệt ok cho em luôn. Cái này em đã test thực tế rồi. Giữ nhiệt thì các bác giữ nóng trong khoảng tầm là 10 tiếng nhá. Đấy, giữ nóng là 10 tiếng này. Giữ nóng là 10 tiếng và giữ lạnh giữ đá nhá, giữ đá là 20 tiếng luôn. Đấy, giữ đá là 20 tiếng luôn. Đấy, các bác đi làm công trình công trường này, anh em sử dụng mang đi làm rồi là các bác sử dụng văn phòng, đi chơi, đi du lịch, rồi là các bác sử dụng ở nhà thứ cho em ok luôn. Một con bình giữ nhiệt nhá, dung tích là 1,5 lít nhá, dung tích 1,5 lít. Dòng bình giữ nhiệt inox 2 lớp có hút chân không. Cái công nghệ hút chân không nó là công nghệ mới nên giữ nhiệt rất là tốt này. Đây, SU304 này. Đấy, SU304 bên trong nhá. Đấy, bên trong cực kỳ dày dẫn chấm luôn. Cầm một con bình nặng trịch luôn nhá. Đấy, có phần lưới lọc trà này, rồi là nắp đậy đầy đủ, đi kèm là có phần quai đeo. Quá ngon luôn. Đấy, một con bình giá hạt rẻ mà dùng cực kỳ chất lượng luôn. Báo giá luôn nhá, lên mã cho cái bình giữ nhiệt 1,5 lít này, 1,5 lít nhá. Giá của nó thì cũng bằng giá luôn, 150k. 150.000 một cái con bình giữ nhiệt 1,5 lít này. Hàng đúng như trên video đang quay với em cũng đã test thực tế cái thời gian giữ nhiệt của nó nhá. Thì em cũng đã trình bày lên luôn rồi. Giữ nóng là 10 tiếng và giữ lạnh là 20 tiếng nhá. Đấy, giữ lạnh 20 tiếng, 150.000 nhá. Dung tích 1,5 lít. Đây, hàng mã cốt mã vạch đầy đủ này. Đấy, hàng Bowler của Nhật nhá. Xịn cực kỳ luôn đấy. Nói chung là trong tầm giá một cái con bình như này thì quá là hợp lý rồi. Đấy, giá quá tốt mà sản phẩm dùng quá ok luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lọ gia vị đen. Báo giá bác luôn, đang bán cho bác một cái lọ gia vị đen này. Lọ gia vị đen nhá, đang bán cho bác là đi 15k nhá, 15.000. Đấy, 15k cho một cái lọ gia vị đen này. Đấy, 15k một lọ nhá, dùng rất là tiện dụng đây. Em sẽ mở cho bác coi này. Đó, nó mới có lọ để chuyên này các bác đựng gia vị, đựng đường, đựng mì chính, mắm muối thứ vào cho em ok. Về các bác mở cái nắp này ra, sau đó các bác tra mì chính, mắm muối vào đây và lúc nào dùng nó các bác lấy ra, mở lấy cho em cái thìa ra này. Đấy, và bắt đầu là các bác đóng ấn nó vào đây. Đấy, là nó sẽ thành cái cây thìa nhá, vừa làm nắp vừa có thìa luôn. Đấy, các bác dùng cái thìa này các bác xúc nhá, dùng từ kế cái thìa này các bác xúc lên để các bác tra đồ mắm muối thứ ra cho em. Và khi nào xong rồi các bác ấn chặt vào là xong. Đấy, ấn chặt vào là ok thôi, có thế thôi. Rất tiện dụng và ngon lành nha. Đây, một chiếc lọ gia vị, phần trên của nó sẽ là thủy tinh nhá. À, phần dưới là thủy tinh nhá, phần trên này thì sẽ là nhựa ABS cao cấp nhá. 15.000 một lọ nhá, 15k một cái lọ gia vị đen này. Đấy, 15.000 lọ bằng thủy tinh luôn, dùng rất là sạch sẽ nhá. 15k lọ gia vị đen luôn nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ khay úp cốc này. Bộ khay úp cốc mạ vàng rất đẹp luôn, các bác mua về để úp cốc, úp chén, úp đồ. Đấy, các thứ rất tiện dụng đây. Một chiếc khay úp cốc rất đẹp luôn. Đây,
mạ vàng cực kỳ chất lượng nhá, sang trọng lịch sự đó các bác, để phòng khách rồi là phòng ăn rồi là các chỗ luôn, đa năng và có thể xách mang đi mang lại rất tiện dụng nhá. Ở dưới này thiết kế là một cái đĩa nha, để khi mà các bác úp cốc lên thì cái phần nước thừa nó sẽ chảy xuống cái đĩa này, nó sẽ chứa xuống cái đĩa này, và lúc nào cần thì các bác lấy ra các bác vệ sinh, dùng xong là vệ sinh xong các bạn lắp vào là ok. Đó, phần quai đeo, quai đồ có thứ đầy đủ cho em luôn. Đấy, thiết kế sang trọng lịch sự nhá. Một cái khay này úp được tổng là 6 cốc nhá. Đấy, một khay úp được tổng là 6 cốc này. Đấy, em báo giá luôn. Lên mã em sẽ cho xỏm là cái khay úp cốc nhá. Đấy, khay úp cốc mạ vàng. Khay úp cốc với giá sẽ là 90.000 thôi. 90k cho một chiếc khay úp cốc này, 90k. Đó, thiết kế cực kỳ sang trọng lịch sự này. Đấy, sách mang đi mang lại rất tiện dụng nhá. 90.000 một chiếc nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bóng đôi này. Đấy, combo bóng đôi nhá, báo giá luôn. Đang bán một cái combo bóng đôi này với giá là đi bóng đôi nhá, 50.000 thôi, 50k. Đấy, 50k cho một cái combo bóng đôi này, sẽ gồm có hai quả. Một cái quả công suất là quả này là 20 W và một quả là 30 W nhá, 30 W. Đấy, về các bác xài. Quả nhỏ là 20 W và quả to là 30 W nhá, và đang bán đồng giá một cái đôi này là 50.000 thôi. Một bóng đôi này, một combo bóng đôi là 50.000, bán cả một đôi luôn. Sử dụng dòng chip LED siêu sáng, chip tiết điện nhé. Và cái đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy, và dùng cái nguồn sẽ là nguồn 220. Đây, đó. Bóng đèn LED với độ sáng cao, tiết kiệm điện này. Đấy. LED 100% nhá. Đấy, tiết kiệm điện. Có hình nút like rất ok luôn. Bóng đôi nhá, cứ lên mã sẽ combo bóng đôi. Bán cả một cái bộ này luôn nhá. Là hai quả là 50.000 nhá, hai quả là 50k. Đấy, một quả 20W và một quả là 30W các bác nhá. Có chiếu rồi thì bên em cũng xả luôn bác cái mã gối công tới học này. Đấy, bác nào đang bị đau cổ vai gáy, đau đốt sống cổ, đau cột sống này, thì các bác chuyển sang nằm cho em cái con gối công tới học này. Nó thiết kế theo dạng là dạng công tới học, nên là các bác nằm nó cực kỳ là ôm sát vào cái phần gáy của bác nhá. Đấy, giúp các bác ngủ ngon hơn này, hỗ trợ điều trị các bệnh như là đau đốt sống cổ vai gáy. Đây, nó thiết kế rất hay là cái phần này nó sẽ lõm xuống này. Đấy. Cái phần bông này của nó nằm rất là êm, và cái hay này của cái sản phẩm này là các bác cứ nằm cho em thoải mái mà không lo nó bị xẹp ạ. Nằm thoải mái không lo bị xẹp, hàng này bảo hành bác luôn, nằm xẹp bên em cho các bác đổi luôn. Bao dùng bao nằm luôn nhá. Đây. Làm rất là cẩn thận này, hoa văn họa tiết làm rất đẹp. Cái này thì về các bác có thể mua vỏ gối các bác về các lồng vào, hoặc là các bác có thể là dùng trực tiếp như này cũng được, đấy tùy nhu cầu. Và con này nó là dòng gối to ạ, dòng gối to, kích thước chiều dài của nó là bữa trước em đang đo là 60 nhá, 60 nhân 50 nhá, 60 nhân 50 rất là to đấy. Bình thường là cái con gối chỉ có tầm này thôi, chỉ khoảng tầm 40 nhân 30 thôi, như đây con này rất là to, 60 nhân 50 luôn. Đấy, 60 nhân 50. Hàng thì cứ bao dùng bao xài, thiết kế theo dạng là công thế học, đấy, ôm sát cái khu vực cổ vai gáy nhá, giúp các bác ngủ ngon hơn. Đấy, bác nào đau đốt sống cổ, đặc biệt là bác nào hay ngủ ngáy nhá, nằm con gối này là đỡ ngáy luôn. Đấy, đấy thì hôm nay em cũng xả kho bán anh luôn này. Lên mã em sẽ là cái gối công thái học nhá, gối công thái học, gối công thái học này, gối công thái học này thì bữa trước đang bán là 180.000, hôm nay thì em cũng xả kho luôn, giá chỉ còn là 120k thôi nhá, 120.000 thôi. Đấy, hôm nay cũng xả kho gối luôn, 120.000 cho một chiếc gối công thái học nha. Chiều dài là 60, chiều rộng của nó là 50, rất là to đấy. Cái này thực ra nếu mà các bác nằm thoải mái hai người luôn, nhưng mà theo khuyến cáo của nhà xuất đưa ra thì các bác nên nằm là một người một cái. Đấy, cứ nên nằm một người một cái cho nó phát huy hết cái tác dụng của cái sản phẩm nhá. Đây, các bác nhìn này, ấn thoải mái mà không lo nó bị xẹp hay bị lõm đâu. Hàng cứ bao dùng bao xài. Cái bông của nó nằm cực kỳ êm luôn. Nói chung là các bác nằm con này thì ngủ cực kỳ ngon luôn. Đấy, ngủ ngon, ngủ sâu giấc hơn các nhá. Gối công thái học đang giảm giá chỉ còn có 120.000 một chiếc thôi. Đấy, các bác nhanh tay chốt đơn luôn nhá. Đấy, các bác cùng xem thực tế về cái sản phẩm gối này. Chỉ vì chiếc gối công thái học này mà ngày hôm qua ngay trong tên live Phạm Thoại đã ngủ quên lối về luôn. Mọi người nhìn nhá. Với thiết kế lượn sóng công thái học, độ cao vừa phải. Chúng ta cùng nhau trải nghiệm. Với thiết kế như này, gối sẽ giúp chúng ta tránh đau mỏi vai gáy, tạo tư thế ngủ thoải mái hơn, mà giá chỉ hơn 100.000 đồng. Mọi người nhấp vào link bên dưới đây nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, các bác nằm giúp cái phần của vai gáy nó ôm trọn vào. Đấy, giúp các bác ngủ ngon hơn, ngủ sâu giấc hơn, rất ok luôn, cực kỳ ok. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra, sờ cái chất gối, cái chất bông là thấy là nó rất là chắc chắn mà nó êm rồi các bạn, nó êm rồi. Đấy, 120.000 nhá, gối công thái học.
Tiếp theo thì em cũng lên mã xẻ kho luôn bác, mã hàng đó là cái con đèn bão này. Lên mã sẽ cái sản phẩm là đèn bão nhá. Đèn bão các bác mua về đấy, ví dụ như là có trời nó mưa gió nó hay mất điện này, rồi các bác ở những cái chỗ khu vực hay mất điện này, các bác mua cái này về cho em xài rất là hay. Đây, có sản phẩm đèn bão nhá. Con này thì nó có đèn, có cả quạt luôn. Đèn này các bác muốn nó sáng thì các bác cầm cái này lên, các bác rút lên cho em. Đó thì đèn nó sẽ sáng lên. Đấy thì các bác dùng có thể để treo lên, cầm đi cầm lại rất tiện, nó có phần quai sách này. Đó, các bác để chỗ nhà mình hay sinh hoạt ăn cơm ăn nước này trong trường hợp nó mất điện này. Ngoài ra thì các bác muốn tắt đi, muốn tắt đèn đi thì các bác ấn nó xuống là tự động sẽ tắt, còn các bác kéo lên tự động sẽ bật, rất tiện dụng luôn. Và các bác muốn bật quạt thì các bác ngửa lên lên. Đấy, sau đó các bác bật cái công tắc này thì quạt nó sẽ chạy này. Quạt chạy cực kỳ mát và rất là khỏe luôn nhá. Đấy, vừa có cả quạt vừa có cả đèn luôn, rất tiện dụng. Đấy, có thể ngả ra, có thể ngửa đây nha, rất tiện dụng. Đấy, công tắc bật tắt quạt đây nhá. Đó, sử dụng pin sẽ là pin 18650. Và đây là cái chỗ để các bác sạc pin nhá. Cái con này thì nó có thể sạc bằng năng lượng mặt trời. Đấy, ví dụ như trong trường hợp là các bác không sạc bằng điện lưới được thì các bác có thể mang ra phơi nắng nhá, mang ra phơi nắng để các bác sạc năng lượng mặt trời cho cái đèn này. Đấy, sạc năng lượng mặt trời cho cái đèn này. Ngoài ra thì các bác không sạc bằng năng lượng thì mình có thể sạc bằng điện lưới. Sạc năng lượng thì nó sẽ lâu hơn các bạn, sạc năng lượng lâu hơn. Còn đây thì các bác sạc bằng điện lưới thì đi kèm thì sẽ có một cái cọng dây nguồn nha. Đấy, cọng dây nguồn nha. Thì về các bác cắm vào đây. Sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 là các bác sạc pin cho cái quạt này nhá, sạc pin cho cái đèn bão này. Đấy, sạc pin cho cái đèn bão này, có thế thôi. Rất là dễ dùng, dễ sử dụng. Đấy, hôm nay em cũng xả kho bán anh luôn này. Lên mã em sẽ cái sản phẩm là cái con đèn bão nhá, đèn bão. Hôm nay thì xả kho luôn. Đèn bão này bữa trước đang bán là 150k. Đấy, 150k hôm nay thì cũng xả kho bán anh luôn 150k, giảm còn là 100.000 thôi. 100.000 cho một cái sản phẩm đèn bão này. Đấy, 100k cho một con chiếc đèn bão nhá. Vừa có cả đèn vừa có cả quạt luôn, dùng rất tiện và có thể sạc bằng năng lượng mặt trời. Ngoài ra các bác không sạc năng lượng mặt trời thì mình có thể sạc bằng điện lưới nhá, rất tiện dụng. Đấy, nhỏ gọn, tiện lợi, dễ sử dụng và rất là hữu ích trong những cái ngày ví dụ mất điện rồi là các thứ, rồi rất tiện dụng. Các bác sách mang đi mang lại soi xét các thứ ok nhá. 100.000 một cây nhá. Đèn bão 100.000 một cây, đang xả kho bán nhanh luôn đấy. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác mai, đó là cái dụng cụ xoay eo nhá, dụng cụ xoay eo. Cái này rất là hay này. Đấy, các bác mua về để tập thể dục thì các bác cứ đứng đây sau đó các bác xoay. Đấy, các bác xoay giúp eo thon hơn này. Đấy, rồi là chân tay rắn chắc hơn nhá. Và đây nó chứa những cái đinh này, nó lồi này. Đấy, thì khi mà các bác giẫm này, các bác đi đất này, lên đây nhá. Giẫm đây thì nó vừa ấy vừa massage cái lòng gan bàn chân của các bác nhá. Rất là thích luôn. Đấy, cứ đứng đây các bác xoay, lắc đi lắc lại cho em, rất tiện dụng luôn. Đó. Tập thể dục rồi là xoay eo thì rất ok luôn. Lên mã em sẽ cái dụng cụ xoay eo nhá, xoay eo tập thể dục xoay eo này, xoay eo. Đấy, xoay eo này với giá thì cũng đang xả kho bán anh luôn. Hôm nay thì em gửi bác giá rất tốt, 40.000 thôi nhá, 40k cho một chiếc xoay eo tập thể dục này, 40k. Đấy, rất tiện dụng. Đây em sẽ bảo người mẫu nhà em lên đây để quay bác coi thử với nhá. Đây nhá, đây nhá, đây để người mẫu nhà em đứng. Đấy, thế thì về các bác cứ đặt chân đây nhá. Đấy, sau đó các bác cứ lắc đi lắc lại này. Đấy, lắc đi lắc lại này. Lắc đi lắc lại thì cái phần vòng eo của bác này nó sẽ lắc theo này. Đấy, giúp eo thon dáng đẹp hơn này. Rồi là ví dụ như là các bác đứng lên thì tay chân các bác cũng vung vẩy này. Đấy, vừa xoay vừa tập thể dục tại nhà cũng rất ok luôn. Đấy, giá hạt rẻ 40.000 thôi. Nhẹ nhàng tình cảm lắm. Cái này đặc biệt dành cho các bác người già cao tuổi thì rất là hợp lý rồi. Đấy, nó không bị tốn quá nhiều sức nhưng mà các bác vẫn có thể là khởi động chân tay một cách là ok. Đấy, không cần quá nhiều là sức thôi nhá, không cần quá nhiều sức nhưng mà nó vẫn đốt cháy được calo này, cũng như là chân tay này chắc khỏe hơn. Đấy, eo thon dáng đẹp hơn nhá. Đấy, lên mã em sẽ được cái dụng cụ xoay eo. Đấy, dụng cụ xoay eo 40k nhá, xoay rất là trơn tru luôn. Các bác nhìn này, xoay tròn này. Đấy, xoay tròn này. Ở đây nó còn chứa những cái đinh đinh này, các bác giẫm lên. Cái này các bác giẫm lên như kiểu massage chân thích lắm. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà đó cái thanh chắn cửa này. Lên mã em sẽ cái thanh chắn cửa nhá, em báo giá luôn. Đang gửi bác một cái thanh chắn cửa này với giá sẽ là đi 30.000 một chiếc nhá, 30.000 một cái thanh chắn cửa này. Thanh chắn cửa đấy, thanh chắn cửa nhá, là 30k cho một cái thanh chắn cửa này. Cái này thì chiều dài một cái thanh chắn cửa này sẽ là đi 90cm, gần 1m thôi nhá, gần 1m đấy. Đó, gần 1m. Về các bác chặn vào cửa nhà mình, ví dụ như là phòng nhà mình có điều hòa này, hoặc là cái khe cửa bên dưới nhà mình nó hở to, bụi, thứ nhất là bụi nó hay vào này, thứ hai là bụi nó hay bị bay vào này, rồi là côn trùng này, các thứ bụi bẩn các thứ nó bay vào, thì các bác mua cái này về các bác lách vào cái khe cửa và các bác ướm xem nó đến đâu thì mình cắt cho nó đấy nhá. Đấy, còn tổng chiều dài của nó sẽ là 90. Nói chung là 90 là nó vượt quá những cái cửa bình thường rồi, nên là yên tâm là nó rất là thừa để các bác thoải mái dùng luôn, không lo nó thiếu đâu.
đó, 90k thôi nhá, à 30k cho một cái thanh chắn cửa này, chống bụi, chống côn trùng các thứ này. Đấy, 90cm nhá, chiều dài là 90cm. Đây các bác cùng xem thực tế về cái sản phẩm này. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, bình thường là các bác để này, gió lùa này, rồi là bụi biếc nó vào này, côn trùng nó chui vào khe cửa nhá. Đấy thì về các bác lách cái này vào. Đấy, sau đó là các bác sử dụng thôi. Tránh tình trạng là ví dụ như là điều hòa, phòng điều hòa nó bị mất gió này, rồi là bụi bặm, rồi là rác các thứ nó bay vào, rồi là côn trùng các thứ nó chui vào trong phòng, rất tiện dụng luôn. Đấy. Rồi ví dụ là chẳng may là một cái rất là hay là trẻ con hay bị để cái chân vào cái chỗ khe cửa này, chẳng may là có trượt chân cái là bắt đầu là nó cọ vào chân rất là đau. Đấy, các bác mua này về, ví dụ như là trẻ con các thứ đứng lại thoải mái mà không lo nó bị va chạm, bị xước sát vào chân tay nhá, rất tiện dụng luôn. Nói chung là một cái sản phẩm rất hữu ích trong gia đình nhà mình. Đấy, các bác cứ ngắm xem nhà mình bao nhiêu cửa mà cần dụng cái này thì cứ alo bên em sẽ nhờ các bác bấy nhiêu cái nhá. Còn đang bán lẻ một chiếc này là 30.000 các bác nhá, 30.000 cho một cái thanh chắn cửa này, nó là dạng xốp nhá. Đấy, dạng xốp thì dùng rất là bền rồi. Đấy, dạng xốp rất là bền, thanh chắn cửa nhá, 30k và chiều dài của nó sẽ là 90cm. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang hàng, đó là cái mũ chống nắng này, mũ chống nắng đó, em báo giá luôn, đang bán cho bác một cái mũ chống nắng này với giá sẽ là đi 30.000 thôi, 30.000 mũ chống nắng nhá, mũ chống nắng hoặc là mũ tai bèo đều được, mũ tai bèo. Đấy, mũ tai bèo đang bán là 30k nhá, 30k đúng không, 30k nhá, 30.000 cho một chiếc mũ tai bèo nha. Đó, thiết kế cái phần vành mũ này nó ra rất là rộng. Đấy, và cái phần trên nó làm dạng lưới nhá. Đấy, phù hợp ví dụ các bác hay phải lao động ngoài trời này, trời nắng các thứ này, đấy, hay đổ mồ hôi này thì các bác đội cho em rất là mát luôn. Vừa che nắng này, rồi là vừa tạo cái không khí nó mát. Đấy, nó điều hòa cái khu vực đầu của bác này, cơ quan đầu não này. Đấy, giúp các bác thông thoáng, làm việc một cách thuận lợi hơn. Đấy, và có cả cái phần dây đeo nhá. Dây đeo để các bác đeo nó không bị bay mũ, như ví dụ gió to đứng không nó không bị bay mũ nhá, dùng rất ok luôn. Đó, 30.000 một chiếc thôi. Chất liệu thì sẽ là bằng vải cốt tông, may cực kỳ là dày, rất là chắn và độ rất là mát luôn. Đó, vành mũ rất là to rộng, đó độ rất ok, mát lắm, nói chung là ok. Mũ tai bèo nhá, lên mã cho là chiếc mũ tai bèo. Đấy, thiết kế theo dạng quân đội vậy, thiết kế theo dạng quân đội. Đấy, dàn di quân đội nhìn rất là khỏe khoắn chắc chắn nhá. 30.000 luôn các nhá, 30.000. Đấy, cũng xả kho bán anh luôn là 30k, mũ tai bèo nhá, 30.000 một chiếc nhá. Em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ lấy ốc gãy này. À, một cái bộ này sẽ gồm có là đi 5 cây nhá, 5 cây, 2 4 5 cây, từ to đến nhỏ này. Đấy, nó sẽ có các kích cỡ đằng sau đây. 1 2 3 4 5 này. Đấy, đầy đủ các kích cỡ đằng sau. Đó, để các bác lấy những cái con ốc nó bị gãy này, hoặc là những cái con ốc mà đầu nó bị cái gen, như con ốc vặn này đầu nó tuyết nó không thể xoáy được. Các bác dùng cái con này các bác chổ nó vào. Đấy, khoan một cái lỗ nhá, sau đó các bác đóng cái này vào và các bác vặn. Đấy, vặn đến nguyên lý động của nó dạng gen ngược mà. Gen ngược thì nó sẽ lại vặn cái kia xoáy lên thì nó sẽ ôm vào và nó công cái con ốc gãy lên đây xong thôi. Đấy, báo giá luôn. Đang bán cho bác một cái bộ lấy ốc gãy này với giá sẽ là đi 40 cành thôi. Giá hạt rẻ mà dùng ok lắm. Bộ lấy ốc gãy nhá, bộ lấy ốc gãy. Đấy, đang bán là đi 40k nhá, 40k một bộ này. Đấy, 40.000 cho một cái bộ lấy ốc gãy nhá, dùng rất là hay. Đấy các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, dùng rất là hay luôn. Đây, đấy, bình thường cũng có đốc gãy nhá. Đấy, các bác rũa đi qua một chút này, sau đó các bác đột một cái lỗ này. Đấy, và các bác dùng một cái mũi khoan, các bác khoan xem một cái lỗ ở đấy, và bắt đầu là các bác lấy con ốc kia. Đấy, lấy cái bộ này các bác xem cái con nào vừa. Đấy, các bác đóng nó vào và các bác lấy cái con cà lê. Đấy, các bác vặn nó ra, thế nó ra thôi, có thế thôi, rất là dễ dàng sử dụng nhá, rất là dễ dàng dụng và rất hay luôn đó, ra luôn nhá, rất là hay luôn. Bộ lấy gãy nhá, 40.000 cho một cái bộ lấy gãy nhá, 40k bộ. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về mã hàng, đó là cái bao tay lao động này. Đấy, bao tay lao động về các bác để lao động này, bác nào hay đi công trình công trường này, rồi các bác ở nhà hay làm lụng các thứ rồi. Đấy, mua cho ngay xem mấy cái đôi này về các bác làm. Đấy, có cái đôi này các bác dùng rất là tiện luôn nhá. Đây. Phần này nó có bọc phủ một lớp cao su chống trượt này, các bác làm không lo nó bị trơn trượt nhá. Và dòng này là dòng free size, dòng co giãn nên là tay to tay nhỏ các bác đeo được vừa hết cho em luôn. Đấy, tay to tay nhỏ đeo vừa hết luôn, rất ok. Đấy, đeo vào cực kỳ ôm tay, các bác làm việc cảm giác nó tự tin hơn nhá. Đấy, thứ nhất là không bị xây xước tay này, thứ hai là ở đây nó có hỗ trợ cái lớp cao su nên nó chống trượt trượt rất tốt các bác. Ví dụ các bác bê gạch, bê đá thứ nhá, không lo nó bị trơn trượt, nó bị rơi nhá, rất hay luôn. Đó. Bao tay lao động nhá. Đấy, báo giá luôn. Bên em đang bán một cái đôi bao tay lao động nhá. Bán một đôi nhá, bán một đôi. Là đi 10.000 một đôi. Đấy, 10.000 một đôi. Còn các bác lấy 5 đôi thì là 40.000. Mua một đôi thì là
một đôi bao tay, đấy, một bao tay lao động nhá. Bao tay lao động là 10k là một đôi nhá. Còn nếu các bác lấy 5 đôi, 5 đôi thì sẽ là đi 40k. 5 đôi là 40k, còn lấy một đôi là 10k nhá. Bộ mũi khoan thắt đỏ 5 mũi nhá. Bộ mũi khoan thắt đỏ 5 mũi, bộ này thì giá đang rất là tốt luôn, chỉ có 110.000 bộ thôi. Sẽ gồm có là 5 mũi nhá. 3 mũi khoan thép và 3 cái mũi vừa khoan vừa phá nhá, vừa khoan vừa phá. Đây, đấy, nó cái này nó mũi này kiểu dạng khoan phá hình nhá, khoan phá hình. Còn đây là 3 cái mũi khoan thép các cỡ này. Cái mũi này là mũi to nhất này, nó có đầy đủ cỡ nữa. 32 này là cỡ lớn nhất và cỡ nhỏ nhất sẽ là cỡ đầu đầu 4 nhá, đầu 4. Đấy, đầu 4. Bộ này là 110.000 bộ nhá, 110.000 bộ. Đấy. Lên mã cho cái bộ mũi khoan thắp đỏ nhá. Mũi khoan thắp đỏ vì cái hộp của nó là hộp màu đỏ mà. Hộp màu đỏ đó. Đấy thì lên mã luôn em sẽ có bộ mũi khoan thắp đỏ. Mũi khoan thắp đỏ nhá. 110.000 trong bộ này, 110.000 một bộ đó nhá. Sẽ gồm có là tổng là 6 mũi. 3 mũi khoan thắp đỏ và 3 mũi khoan vừa khoan phá vừa khoan thường. Đây. Đấy cái mũi này vừa khoan phá vừa khoan thường này. Đó. Mũi thì nó là dòng thép HSS phủ titan rất là chắc chắn luôn, khoan ngọt đó. Nói chung cái bộ này bán nhiều, 110.000 bộ nhá. Cục sạc điện thoại này, đấy cục sạc dành cho điện thoại và cái thiết bị nó sử dụng cái nguồn USB là con này dùng ok này. Đấy, dòng cục sạc mẫu hàng của công ty nhá, hàng là hàng thanh lý công ty đấy chứ không phải hàng trôi nổi ạ. Đây hàng hãng luôn này, thông số các thứ đầy đủ luôn nhá. Nguồn vào của nó sẽ là 220 và cái nguồn ra sẽ là 5V và công suất sẽ là 2A nhá, 2A. Đấy, các bác dùng về để sạc cho điện thoại này, rồi là các bác cắm sử dụng thiết bị sử dụng cái cổng nguồn USB là ok. Đấy, báo giá luôn nhá, bên em đang gửi báo một mức giá rất là tốt luôn. Các bác cứ lên mã thì em sẽ là cái củ sạc 2A nhá. Đấy, củ sạc 2A. Hàng này của nó sẽ là hàng mới nhá, hàng thanh lý công ty nhá. Hàng này nó là hàng làm cho những cái thương hiệu về điện thoại di động á, nhưng mà nó còn dư tồn kho thanh lý, nó còn tồn kho. Đấy, thanh lý ít kia mã hàng này. Đấy, hàng cho trong thường thường là các bác hay nhìn cái này ở trong cái trong những cái hộp điện thoại mới là hay có những cái cục sạc này. Đấy, hàng thanh lý công ty, hàng tồn kho nhá, rất là xịn luôn, hàng bao sống bác luôn nhá, hàng vẫn sống nguyên đó. Cứ lên mã em sẽ là cái cục sạc 2A này, cục sạc 2A đi. Đấy, cục sạc 2A này em báo giá luôn, bán nhanh xả kho bác luôn, giá thì rất là tốt, dễ mua này. 30k thôi nhá, 30.000. Đấy, 30k cho một cái cục sạc 2A nhá. Nhớ cho em sẽ là cục sạc 2A. Sử dụng điện 220 và cái nguồn cái công suất ra của nó sẽ là 5V 2A. Đấy, 2000mAh 2A nhá. Cục sạc 2A, 30.000 cho một cái cục sạc 2A này. Đấy, về quá cứ cắm trực tiếp nguồn 220 được, các bác có thể là sạc cho điện thoại hoặc là dùng cái thiết bị nó sử dụng cái cổng nguồn USB, cổng nguồn 5V là ok. Cục sạc 2A 30.000 một cục nhá. Sản phẩm tiếp theo thì cũng là một cái sản phẩm rất là mới này. Đấy, phụ kiện luôn các bác luôn, đó là cái dòng cây gãi lưng. Lên mã sẽ là cái cây gãi lưng nhá. Cái này là về các bác gãi lưng. Đó, các bác có thể kéo dài ra và có thể thu ngắn lại này. Đấy, thu ngắn về là khoảng tầm 20 cm, còn kéo dài ra chắc là khoảng tầm là đi 2 4 nó khoảng tầm 50 cm nhá. Kéo dài ra khoảng tầm 50 cm. Đó đây. Phần đầu gãi này. Đó, phần dưới này có cả phần móc đeo nữa đầy đủ luôn nhá. Rất ok. Có thể thu ngắn và thu gọn vào và kéo dài cho em, rất tiện dụng luôn. Đó, báo giá luôn, bên em đang gửi bác một giá một cái cây gãi lưng này với giá sẽ là 20k một cây nhá. Lên mã em sẽ cái cây gãi lưng đang gửi bác giá một cái cây gãi lưng này là đi 20k một cây. Đấy, 20k thôi, 20k trong cái cây gãi lưng này. Đấy, 20 một cây, dùng rất là tiện, các bác mua về để khi chẳng mình gãi lưng mình đôi khi là mình không thể với tay mình gãi được. Các bác mua cái dụng cụ về các bác gãi đây. Đó, dụng cụ cái cây gãi lưng nhá, 20.000 một cái cây gãi lưng nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái này là cái hộp cao hổ này. Đấy, hộp cao hổ, cái này thì nó chữa được rất nhiều bệnh này, ví dụ như là các bác đau xương khớp này, rồi là các bác hay bị côn trùng đốt này, rồi ví dụ như là các bác nóng đầu thứ này, các bác thoa nhá, rất ok luôn. Nó là dạng như kiểu dạng cao sao vàng nhá, như này là dạng cao hổ của Nhật đấy. Rất là xịn luôn, này em bóc cho bác coi. Đó, nó là một cái hũ tròn nha. Nó nhìn cái hộp này nó đúng như kiểu cái hộp cao sao vàng luôn. Đó, nhưng mà nó là cao hổ nhá. Cao hổ. Đó. Nó cũng hơi khó bóc một chút vì nó là cái dạng tròn. Nhưng về các bác bóc vài lần là nó đây. Đó đây, nó là dạng cao vàng nha. Đấy, để bác cứ lấy các bác thoa thôi. Thoa những cái chỗ nào bị đau này, đau nhức xương khớp này, rồi là côn trùng đốt này, rồi ví dụ như
các bác có đau đầu sổ mũi ngạt mũi các bác lấy một chút chấm một chút các bác thoa vào mũi đấy các bác hít cái hơi của cái cao này các bác cũng cảm thấy nó nhẹ người rồi rất là hay luôn đó. Bên em đang bán một cái hũ cao hổ này với giá là 20k nhé, 20k đấy. Lên mã em sẽ là cái cao hổ nhá, cao hổ là 20k trong hũ nhá, 20k ạ, 20k trong một cái hũ cao hổ nha. Đó, 20k một hũ nhá, dùng rất là hay luôn. Cái này hàng mới đấy, số lượng có hạn nó không có nhiều đâu ạ. Đấy, cao hổ nhá, cao hổ này đấy, cao hổ 20k trong một cái hũ cao hổ đâu nhá, 20k một hũ đấy, nó nhỏ nhỏ này các bạn này, nó nhỏ nhỏ khoảng tầm hai ngón tay này đó, 20k một hũ cao hổ nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác máy hàng đó là cái móc khóa đen này, tiếp tục hàng lại về cái móc khóa đen, cái móc khóa titan nhá, cái lên mã em ra cái móc khóa titan đó, con này chất liệu của nó là bằng titan. Titan này một trong cái vật liệu kim loại cực kỳ là cứng luôn, nó siêu cứng đấy, và nó siêu nhẹ nhá, siêu cứng và siêu nhẹ rất là hay. Dòng này thì nó là hàng thanh lý của công ty thám hiểm nhá, chuyên về cho du lịch thám hiểm leo núi nhá, người ta hay dùng những cái móc này. Đấy, đi về các bác có thể mua về dùng làm móc khóa, rồi là móc đồ, rồi thậm chí ví dụ các bác xích chó thứ ra sử dụng rất ok luôn đấy. Bên em đang bán lẻ một chiếc móc khóa titan này với giá sẽ là 10k một chiếc nhá. Cái hay này của cái sản phẩm này thì đây này, khi mà các bác mở cái phần xoay ra thì các bác nó thành một chiếc móc bình thường, còn các bác muốn khóa vào thì các bác xoay cái vòng vào, xoáy nó vào đấy, xoáy chặt nó vào nhá, thì nó sẽ khớp chặt vào luôn đấy, chặt khư luôn nhá, không có lắc lư gì cả, chắc khư luôn, rất là hay đó. Cái khóa của nó hay là như thế, nó sẽ khóa cố định luôn, không có xô dịch một tí nào đấy, mà rất là an toàn. Nhiều khi các bác cần các bác phải khóa vào như thế thì rất là an toàn đó. Nó con này mới là chuẩn hàng móc khóa này, chứ còn bình thường mà các bác mua thị trường nó chỉ có móc không này thôi thì nó cũng chỉ là cái móc thôi, còn đây nó còn có cả cái khóa tích hợp đây luôn, thì mới là hàng chuẩn móc khóa đấy nhá. Đấy, móc khóa titan siêu cứng siêu nhẹ nhá, đấy, dành cho dân thám hiểm du lịch các thứ nhá, hàng thanh lý thì về các bác có thể mua về móc đồ móc những thứ ok luôn. Bên em đang bán lẻ một chiếc này với giá sẽ là đi 10k nhá. Lên mã em sẽ làm móc khóa titan. Đấy, móc khóa titan đang bán là 10k một chiếc nhá, 10.000 đó, 10k cho một chiếc móc khóa titan nhá, 10k một chiếc này. Móc khóa titan hoặc móc khóa đen đều được, 10.000 một chiếc nhá. Đầu bắn tôn của Makita, đấy, về một cái lô đầu bắn tôn của Makita, giá thì cực kỳ là dễ mua và sản phẩm cực kỳ chất lượng luôn. Lên mã em sẽ là cái đầu bắn tôn của Makita nhá. Một vỉ này thì bên em sẽ có tổng là 10 đầu. Cỡ đầu của nó sẽ là 8 x 42 mm. Đấy, hàng của thương hiệu Makita này. Đấy, dòng thép HSS nhá, siêu cứng luôn. Báo giá luôn, bên em đang bán một vỉ đầu bắn tôn 10 đầu nha. Đang bán là 90k nhá. Và lưu ý em là bán cả vỉ không bán lẻ nhá. Hàng của thương hiệu Makita, đấy, Kobaridon Ajiachi Japan. Đấy, quá ok luôn. Đầu bắn tôn nhá, đầu bắn tôn đầu 8. Đấy, đầu 8 x 42 các bạn, đầu 8 42. Các bác nói chung là các bác thợ thuyền rồi anh em gia đình nên mua cả vỉ luôn, bởi vì giá rất là rẻ rồi, chỉ có 90.000 thôi cho 10 đầu bán tôn nha. Đấy, tính ra các bác mua lẻ là 9.000 một đầu. Đấy, hiện tại thị trường đang bán cho bác là giá là biết thì những cái dòng gọi là thường thường thì cũng phải khoảng tầm rơi vào tầm 35-40.000 một đầu. Đấy, bên em đang bán một cái vỉ 10 đầu nha, nó chỉ có 90.000 thôi, nhập với cái lô này giá nó quá hời luôn. Đấy, nên là gửi cho bác một cái mức giá cũng rất là tốt. Đầu bắn đôn của Makita nhá, 8 x 42, đấy là cỡ của nó, và bán là một vỉ 90k. Đấy, bán cả một vỉ 10 đầu luôn nhá. Đấy, vì giá rất là rẻ rồi các bác nhá, bán cả vỉ 10 đầu luôn là 90k. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái lô đó là cái thắt lưng vải dù của Mỹ này. Đấy, con này thì quá hot hit rồi, bên em bán cực kỳ nhiều. Đấy, bán số lượng thì nó là dã man luôn nhá, dòng sản phẩm cực kỳ chất lượng. Con này thì 100% của nó là dạng vải dù hàng của quân đội Mỹ nhá, rất chất lượng, cực kỳ bền bỉ và ngon lành luôn. Đây phần mặt của nó đây các bác nhá, phần mặt này, mặt dép nhá, đây mặt thương hiệu dép này đó, single 1961 này. Đấy, mặt rất đẹp nhá, mặt cực kỳ đẹp luôn đó. Rồi đây là phần dây này, rất chất lượng luôn. Phần đầu dây này thì sẽ có bọc một lớp da nha, để khi mà bác sử dụng là nó không bị tòe đầu có thứ gì ra. Để phát từ từ nó. Đây, các bác kéo thu vào này. Đó, rất chặt chẽ ngon này. Con này cài rất dễ luôn các bác, ấn đây cho em. Ấn đây, đấy các bác cứ giật thoải mái nhá. Giật thoải mái luôn, cực kỳ bền bỉ ngon này. Đấy, con này thì nói chung là các bác cực kỳ dùng thì rất là dã chiến. Bác nào mà thích sự ngầu ngã quân đội thì có thể lựa chọn con sản phẩm này. Cực kỳ chất lượng và giá thì cũng rất là rẻ thôi. Các bác lên mã xem là sản phẩm là thắt lưng dù. Đấy, thắt lưng dù nhá, thắt lưng dù quân đội, thắt lưng dù này quân đội này,
giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá, 80.000 cho chiếc thắt lưng dù quân đội này. Đấy, giá chỉ có 80.000 một chiếc thôi. Các bác lấy hai chiếc trở lên bên em bao ship nhá, hai chiếc sẽ được bao ship. Còn lấy một chiếc giá còn lẻ của nó sẽ là 80.000, hai chiếc thì sẽ được bao ship nhá. Giá cực kỳ tốt của bác luôn. Con này như là cái đợt trong năm bên em đang bán giá như của nó là 120 xong ấy. Đấy, nhưng mà đợt này nó về cái lô mới, giá tốt, hàng rất đẹp. Các bác nhìn phần mặt nó này, không gì phải chê cả con này cả. Đây, cái phần lẫy cài nó rất là dễ cài thôi. Đấy, tháo mở rất là nhanh. Đấy, chỉ còn thao tác là các bác kéo ra rút vào và ấn cái nắp này cho em là chặt khư luôn. Đó, dây này. Các bác nhìn này, dây này rất là dài. Đấy, dây rất là dài và rất là dày dặn chắc chắn nhá. 100% nó bện chất vải dù luôn. Đấy, hình dàn gì rất đẹp luôn. Giá cực kỳ hạt rẻ nhá, 80.000 một chiếc nhá. Lấy hai chiếc sẽ được bao ship nhá. Rồi, tiếp theo thì bên em lại tiếp tục về cái lô đó là cái sản phẩm là cái mũ quân đội này, mũ dàn gì này. Mũ quân đội, mũ dàn gì. Đấy, con này cũng nhiều bác hỏi lắm này. Đấy, thì hôm nay hàng tiếp tục về nhá. Con sản phẩm hàng rất đẹp luôn. Các bác nhìn này. Lên form xem thì rất là đẹp. Các bác có thể là kết hợp cùng với lại cái dòng sản phẩm thắt lưng quân đội nữa. Đấy, có thể kết hợp hai món này cùng với nhau để tạo một cái combo rất là ngầu ngã quân đội này, nhìn rất là khỏe luôn nhá. Đó, đây một con sản phẩm rất đẹp luôn. Đấy, hàng thương hiệu Airfop này. Đấy, mũ thì 100% là cốt tông, độ cực kỳ thoáng mát nhá các bác nhá. Đấy, USA Army này. Con này đây, cái phần này thì các bác có thể là tùy chỉnh theo cái phần khóa đầu của bác. Các bác tùy chỉnh to nhỏ theo cái phần khóa đầu đây. Đấy, tùy chỉnh ở đây rất là dễ dàng tùy chỉnh nhá. Đó, cực kỳ ngon xịn sò đây, phần vành mũ trong này cực kỳ ngon luôn, chất lượng nhá. Đó, Airfop này. Con mũ này thì bên em cũng bán đồng giá luôn, sẽ là 80k nhá. Đấy, các bác lên mã cho em sản phẩm là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di. Giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá. Mũ dàn di này. Mũ dàn di. Giá của nó sẽ là 80k nhá. Đấy. Ngoài ra thì bên em sẽ bán theo combo. Đấy, combo. Combo các bác nhá. Nếu mà các bác cứ lấy hai chiếc trở lên, hai chiếc mũ trở lên bên em cũng bao ship, hoặc là hai chiếc thắt lưng bên em cũng bao ship luôn. Hoặc là các bác lấy theo combo là một thắt lưng, một mũ như này thì sẽ là 150k một combo. Đấy, các bác cứ lên mã cho em là combo. Combo mũ này cộng với thắt lưng này. Đấy, thắt lưng. Giá của nó sẽ là 150k. Bên em bao ship. Đấy, các bác mua combo thì các bác sẽ lãi được rất là nhiều, vừa lãi được cả tiền ship, vừa lãi được thêm cả hai sản phẩm kia rẻ thêm được 10.000 nữa. Đấy, giá rất hợp lý. Đây, cả combo này là 150 bao ship này. Đấy, còn mũ dàn gì sẽ là 80k và thắt lưng thì sẽ cũng là 80k luôn. Đó, rất là xịn sò các bác nhá. Con bát sen inox này thì quá chất lượng đó các bạn. Bát sen inox này thì cực kỳ chất luôn. Đó, đây. Một con bát sen inox 304 nhá. Các bác nhìn này, Su 304. Hàng Osaka Japan, rất chất lượng, dày dẫn chắc chắn như này. Đó. Giá thì gửi bác một cái giá cực kỳ là bình dân luôn. Đấy, giá rất bình dân luôn nhá. Đó. Con này thì bên em sẽ bán theo combo nhá. Bên em sẽ bán theo combo. Không bán lẻ bát nhá, vì hàng nó không có, hiện tại chưa có bát lẻ. Đó, bán theo combo thì sẽ có là một bát sen này. Một cái dây đi kèm này, một dây đi kèm, dây sẽ là dây 1,5m nhá, dây 1,5m luôn. Đó, dây này là dây 1,5m luôn này. Dây 1,5m. Đây là, có nhìn này, thông tin này, ghi này, 150cm này. Đó. Và đi kèm sẽ có cho bác làm một cái giá đỡ nha. Đây, đang chuyển máy vào đây. Đó, một cái giá đỡ này nhá. Đấy, hàng này thì nó đi kèm nó sẽ có cả giá đỡ luôn nhá. Đây, giá đỡ đây. Đấy, giá đỡ này. Giá đỡ cũng là inox luôn nhá. Ốc vít để các bác bắt này, đầy đủ phụ kiện đi kèm luôn. Ốc vít, giá đỡ, tay sen, tay bát sen và dây vòi nguồn như này. Đấy, dây vòi nguồn như này, đầy đủ full combo bộ sản phẩm như này. Gửi đến các bác một cái giá siêu tốt luôn. Giá của nó sẽ là đi 110k một sản phẩm nhá. Con này như đợt trong Tết thì em đang bán giá 150k. Đấy, về lô mới giảm giá trả kho bác luôn. Các bác lên mã cho em là cái sản phẩm là bát sen inox này. Bát sen inox nhá. Nhớ mã cho em là bát sen inox vì bên em có hai mã bát sen, tránh tình trạng nó nhầm. Giá của nó sẽ là 110k một bộ nhá. 110k một bộ. Dây dài 1,5m nhá. Sẽ gồm có là bát sen cộng với lại dây và giá đỡ. Đấy, đầy đủ luôn. Về là các bác chỉ việc lắp vào các bác dùng thôi. Giá đỡ, ốc vít luôn nhá. Cả ốc vít luôn. Đấy, về chỉ cần một cái con khoan nữa các bác khoan vào tường, các bác bắt vào là xong. 110.000 một cái bộ bát sen này. Đấy, 110k một bộ nhá. Giá cực kỳ hợp lý và giá bao giá thị trường luôn. Các bác mua đâu được một cái bộ bát sen nhỉ. Hàng của Nhật rất xịn sò này luôn nhá. Hàng của Nhật rất xịn sò này. Đấy, hàng Osaka Japan này, rất chất lượng luôn nhá. Dây inox luôn nhá, bát inox luôn nhá. Đế cài, ốc vít bắt vào cũng bằng inox luôn nhá. 100% inox luôn. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra test thử thoải mái em luôn nhá. Đấy, 110.000 một bộ nha, đầy đủ. Bây giờ em sẽ ghép thực tế một cái video em test thực tế cái con bát sen này để vào để các bác cùng xem coi nhá.
Đây ông ơi, giờ em sẽ test thực tế để bác xem về cái sản phẩm vòi nước này bên em nhá. Đấy, vòi inox 34 này, test thực tế luôn nhá. Đấy, thấy không? Bật nước này, nước phun ra rất mạnh nhá. Đấy, đây, rất xịn sò, rất ngon các bác nhá. Đấy, tia nước này thẳng tắp luôn nhá. Đó, đây, rất là ngon, xịn các bác nhá. Đấy, nói chung là con này các bác dùng tắm táp thì chấm hết luôn, không gì phải chê cả. Đây, đấy, một con vòi vòi sen nhá. Đấy, con vòi sen inox các nhá, 3 sen inox, rất là xịn luôn. Đấy, rồi đấy là về cái dòng sản phẩm test cái con bát sen này các bác nhá. Tiếp theo thì lại về cái lô vòi xịt vệ sinh nhá. Đấy, tiếp tục lại về cái lô vòi xịt vệ sinh nhá. Ở đây thì combo bộ sản phẩm thì cũng đầy đủ như cái bộ kia luôn. Sẽ gồm có là một cái tay xịt chính này, một tay xịt này. Đấy, bấm cực kỳ êm và rất là nhẹ luôn. Cũng inox 304 nhá. Su 304, hàng cũng của Osaka Japan. Đấy đây, các bác nhìn cái chữ này. Đấy, Osaka Japan nhá. Đấy, Osaka Japan. Và đây là dây này, dây và giá đỡ đi kèm luôn này. Đấy, giá đỡ đi kèm có cả ống vít luôn nhá. Đấy, có cả ống vít luôn. Đây để em quay đây cho nó sáng. Nhìn nó dễ. Đây này, đó đây là giá đỡ này. Đó. Còn đây là tay xịt này. Osaka Japan này các bác nhá. Đấy, bóp cực kỳ nhẹ, con này dòng dùng rất thích các bác nhá. Các bác nhìn inox này, cực kỳ dày luôn. Đấy, inox rất dày. Đó, inox rất dày nhá. Còn đây là dây này, dây đây inox 304 luôn nhá. Dây co giãn chống rối chống cọc, cực kỳ ngon lành xịn sò này. Đấy, bộ vòi xịt vệ sinh này. Đó thì các bác lên mã cho em là cái sản phẩm là bộ vòi xịt vệ sinh. Vòi xịt vệ sinh này thì bữa trước đang bán như là 120k thì hôm nay bên em cũng về lô mới giảm giá bác luôn. Bác lên mã cho là bộ vòi xịt vệ sinh nhá. Bộ vòi xịt vệ sinh. Giá của nó sẽ là 100k bộ nhá, 100k một bộ, bộ vòi xịt vệ sinh này. Các bác lưu ý là nhà em hóa đơn trên 200k sẽ được miễn phí ship nhá. Đấy, hóa đơn trên 200k sẽ được miễn phí ship. Đó. Test thực tế cho bác xem về cái con sản phẩm cái con vòi xịt nhà em đang sử dụng nhá. Đấy, con vòi xịt nhà em đang sử dụng này. Đó, cũng đang sử dụng luôn. Cực kỳ ngon nhá. Đây nhà em không có cần tăng áp tăng nhiệt gì nhưng mà vòi xịt ra rất là đều luôn. Đấy, tia nước ra rất là thẳng nhá. Đó, xịt ra rất đều. Nói chung là cực kỳ là ngon, xịn sò chất lượng nhá. Inox 304. Đấy, hàng thì bóp này, các bác nhìn này, bóp nó rất là êm luôn nhá. Đấy, bóp nó rất là êm luôn. Đấy, bóp rất là êm, rất là nhẹ nhàng tình cảm luôn. Đó, đây, xịt ra nước này rất là đều, rất là khỏe nhá. Đó, mới con vòi xịt nhà vệ sinh. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác mã hàng đó là cái đèn pin hai đầu. Lên mã em sẽ là cái đèn pin hai đầu nhá. Con này thì nó là dòng đèn siêu sáng, hiện tại đang sáng nhất bên nhà cửa hàng thì em đang bán rồi. Đấy, nhiều bác hỏi là đèn nào sáng nhất thì chỉ có con này thôi là sáng nhất thôi, sáng vô cùng luôn, sáng kinh khủng khiếp. Đấy, vào đây. Sản phẩm này sẽ gồm có là giấy hướng dẫn sử dụng này, dây sạc này và đây là nhân vật chính nhá, là cái đèn. Đó là cái đèn. Con này thì nó đa năng lắm, nó có là hai đầu sáng cùng một lúc cũng ok luôn. Hàng của Polycare Made in Japan, tầm chiếu xa của nó là từ 800 cho đến 1200m nhá. Có phần tay xách các bác xách đi xách lại này. Hai cái đầu nó được bọc lớp cao su chống và đập chống vỡ nhá, xịn cực kỳ luôn. Đây em sẽ bật cho bác xem. Đó, đây các bác bật này. Soi xa nhá. Đấy, soi sáng xa này, sáng vừa này, sáng bên hông này. Đấy, sáng bên hông nhá. Đấy. Đấy, đấy là chế độ ở bên này với bên này. Còn nếu các bác muốn chuyển sang bên này thì các bác bật cho em công tắc này. Hai công tắc của nó riêng biệt luôn nhá. Đây bấm đây. Đấy, sáng rộng này. Đấy, sáng vừa này. Đấy, sáng đèn đỏ này. Sáng nháy cảnh báo SOS này. Đấy, rất ok luôn. Con này thì toàn bộ nó sử dụng dòng chip LED siêu sáng nhá. Đấy, các bác thấy không? Nó rất là nhiều những cái mắt LED này và sáng cực kỳ luôn đấy. Đây. Đó, mắt LED toàn những mắt LED siêu sáng thôi. Còn có cả ánh sáng rộng luôn. Các bác muốn ánh sáng xa có, ánh sáng rộng có luôn nhá. Và con này khi mà bật lên thì nó sẽ có báo luôn phần trăm pin. Đấy, báo luôn cả vạch pin thì các bác có thể là chủ động các bác sạc cho pin, à sạc cho đèn. Và cái con này là khi mà các bác bật thì các bác có thể bật một phát hai đầu luôn. Đấy, rất là hay nhá. Đây, các bác nhìn này. Bật cho em một phát hai đầu luôn. Quá ok luôn chưa? Đấy, bật phát hai đầu luôn nhá. Đấy thì tí nữa sẽ ghép một cái video test thực tế cái con này vào buổi đêm để các bác thấy là sức mạnh sáng của nó nhá. Và con này thì nó sẽ có hai cổng vào, hai cổng sạc nhá. Một cổng sạc vào và một cổng là sạc ra. Đấy, cho điện ra nhá. Sạc vào thì đây, đó là cái cổng chân nhỏ này, còn sạc ra thì là cái cổng USB, ví dụ là điện thoại có hết pin thì các bác có thể là cắm vào đây để các bác sạc pin cho điện thoại. Thì coi như là cái đèn này nó là một cái cục sạc dự phòng luôn. Đấy, để các bác sạc pin cho điện thoại. Còn là cái chân nhỏ sẽ là cái chân sạc vào nhá. Đấy, một chiếc đèn là đa năng nhá. Các bác có thể là bật hai đầu, rồi là ánh sáng rộng, ánh sáng xa, rồi là nhỏ gọn tiện lợi, mang đi cũng rất ok luôn. Đấy, nhiều bác hỏi là con nào đèn sáng nhất bên em thì em nói luôn, con này hiện tại bên em đang là đèn sáng nhất, mã đèn sáng nhất bên em nhá. Đấy, và với một cái mức giá thì cũng vô cùng là sáng láng luôn. Đấy, lên mã em sẽ là sản phẩm là đèn pin hai đầu. Đấy, đèn pin hai đầu này. Đây,
con mã đèn pin hai đầu sáng cực kỳ luôn nhá. Đấy, đèn hai đầu bên em đang bán một cái con đèn hai đầu này với giá là 240k và bao ship tận nhà luôn nhá. Đấy, 240.000 một con đèn pin hai đầu nha, bao ship tận nhà luôn, giá vô cùng tốt mà sản phẩm dùng chất lượng lắm, hàng của Polycare made in Japan đó, xịn cực kỳ, chất lượng đó. Rồi vào việc nhanh luôn nhá, giờ em sẽ ghép một cái video thực tế về sản phẩm này để các bác dễ hình dung hơn nhá. Để mà nói thì cái con này trong những con đèn pin bán thì cái con này em phải nói nó là sáng dã man luôn nhá. Các bác nhìn này, sáng rộng và nó sáng xa các bác nhá. Đấy, sáng rộng và sáng xa các bác nhìn này. Đây em soi chỉ có một cái bằng cái một cái đèn này thôi. Các bác nhìn này, cái vòng nó ra rất rộng luôn nhá, sáng rất rộng luôn này, sáng như ban ngày luôn nhá. Các bác nhìn này, nét cứng luôn. Đấy, điện thoại đang quay mà nét cứng luôn nhá. Đây các bác nhìn này, cột điện này. Đấy, sáng dã man luôn. Đây đằng này nhá. Đây này, các bác nhìn này. Bờ ruộng bờ giếc sáng dã man, cột điện đằng kia đây. Đấy, sáng nhìn rõ một luôn nhá. Đây quay xem này. Đây, các bác nhìn cái bụi chuối này. Sáng kinh khủng không bác? Sáng kinh khủng không? Sáng dã man luôn. Đó, rất sáng nhá. Đây rồi bụi cây đây. Các bác nhìn bụi cây này. Con này mà các bác đi rừng đi phượt các bác dùng để soi chim, soi chim, soi cò, rồi soi trên cây này. Sáng dã man luôn nhá. Đây này. Đấy, sáng kinh khủng mà cái pha của nó rộng nhá. Pha của nó rộng nhưng mà nó vẫn rất là sáng nhá. Đấy, nhìn vẫn rất là rõ luôn. Đấy, ở đây ở trong điện thoại thì em nhìn thì nó cảm giác là các bác nhìn thì nó không thật, nhưng mà các bác cứ mua hàng các bác kiểm tra. Đấy, các bác soi thử cho em. Em sẽ đổi hành bảo trả cho các bác luôn, nếu các bác nào không ưng với cái dòng đèn pin này. Em phải đảm bảo là các bác nhận hàng các bác ưng luôn riêng với cái dòng đèn pin này. Nó phải là quá sáng luôn nhá. Đấy, rồi đấy, đây là test về cái chế độ pha. Ngoài ra thì đây, chế độ đèn sáng rộng này. Chế độ đèn sáng rộng bên cạnh nhá. Đấy, cũng rất là sáng nhá. Đấy, thoải mái các bác có thể là dùng để ăn cơm, uống nước, rồi các bác muốn ánh sáng rộng các bác dùng con này chưa. Đấy, rồi đây là ở phần bên này. Đấy, em sẽ bật bên này chưa. Đó, bật bên này. Đấy, bật bên này có nhá. Cũng rất là rộng nhá. Đấy, rất là rộng nhá. À, con này đây. Em vừa phát hiện ra một cái rất là hay các bác nhá. Khi mà các bác bật thì nó sẽ sáng cả hai bên được luôn. Nghĩa là các bác sáng ở pha này nhá, pha này, và các bác dùng sáng ở pha này là hai pha đều sáng luôn nhá. Đấy, hai bên đều sáng luôn. Nên là các bác có thể là để như này. Các bác làm chiếu hai bên đấy, có thấy chưa? Đấy, nó sẽ sáng hai bên như này. Đấy, sáng hai bên này luôn này. Đấy, rất là đa di năng nhá. Cực kỳ xịn sò chất lượng các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Sáng kinh khủng luôn. Đó. Đây nhá, đây thì em chỉ có dùng một cái con đèn pin em đang đi này. Đấy, các bác nhìn này. Đây. Các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Đấy. Đúng như kiểu là đi rước đèn lồng luôn nhá các bác nhá. Đây. Sáng như ban ngày luôn. Đây này. Đấy, đây, các bác nhìn này. Đây chỉ có cầm một cái đèn pin thôi nhá. Đây em tắt đi bác xem này. Đây, tất cả cái phần này đi luôn nhá. Đấy. Đấy, có nháy cảnh báo LED này, tắt đi này. Đấy, tối om luôn nhá. Em bật lên này. Sáng kinh khủng luôn. Các bác nhìn này. Ui giời. Dã man luôn nhá, một cái con đèn thôi. Em phải công nhận nó sáng, mà nó sáng rộng nhá. Đây, đây em sẽ bật cái cam rộng với bác xem nhá. Đấy, bật cái cam rộng này. Đấy, bật cái cam rộng nhá. Đó, đây. Đây, đấy. Sáng dã man, rộng dã man luôn nhá. Đó, đây. Bác cùng ngắm quả tiểu cảnh em này. Đấy, sáng dã man luôn. Đây, chỉ có một cái con đèn này thôi nhá, mà nó sáng kinh khủng luôn. Như ban ngày luôn nhá. Đấy.